Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, để chúng ta có những đánh giá, những cái góc nhìn về các một số các cái nhóm ngành, một số các cái mã cổ phiếu thường xuyên chúng ta theo dõi ở trên team. Và sau đó thì Hùng Lê sẽ có một vài phân tích nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới, cũng như chúng ta sẽ đánh giá lại một số các cái kịch bản mà phân tích trong tuần vừa qua. Thì như các anh chị em cũng đã biết, trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta đã trải qua những cái biến động rất là mạnh. Và ngoài cái bản tin chính video số 200 phân tích và định lượng thị trường tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 1, thì kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai, Hùng Lê có làm thêm một cái bản tin bổ sung, đó là bản tin phân tích một cái xu hướng là thị trường chung sẽ chỉnh về đâu. Và trong đó thì Hùng sẽ đã tập trung đánh giá một số các cái góc độ về mặt kỹ thuật của thị trường, của VN30, của phái sinh và của index, thì các anh chị em cũng đã xem và chúng ta cũng đã nắm được sơ bộ về tình hình, về xu hướng của thị trường. Thì như mọi người đều biết rằng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như bất kể một cái thị trường nào đó thì nó luôn luôn biến động, cổ phiếu của chúng ta cũng như vậy. Chính vậy nên chúng ta phải có những cái đánh giá thường xuyên, những cái đánh giá thường trực và những cái đánh giá hàng ngày để chúng ta phân tích được thêm cái xu hướng của cổ phiếu nó đang xấu lên hay nó đang tốt lên, hoặc là nó đang có những cái tình huống như thế nào thì chúng ta sẽ phải có những cái phương án xử lý. Hùng nói đơn cử ví dụ, ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là Hùng đã phân tích, nếu như anh chị em ở trên nhóm thì đã biết rồi, Hùng đã phân tích nhóm xe lắp, nhóm hạ tầng dự kiến có những cái điểm đảo chiều xanh rất là nhanh. Và khi mà có những cái lệnh ăn sàn thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta cần phải hành động. Hành động như thế nào? Thì Hùng đã hướng dẫn rất là nhiều rồi, thì các anh chị em cũng có thể biết. Ví dụ như nó đang chất sàn 20 triệu chẳng hạn, khi nó ăn hết 19 triệu sàn rồi mà nó bắt đầu chỉ còn dư 1 triệu bán sàn ở trên trên bảng điện nữa, thì đấy là thời điểm mà chúng ta đang cầm nắm cổ phiếu, chúng ta có thể đua theo. Bởi vì sao? Bởi vì khi đã có những cái lệnh ăn sàn đó, đó là những cái lệnh lớn của tay to đó, chứ không phải của nhỏ lẻ nữa. Và khi chúng ta bơi theo ở trên thị trường chứng khoán, chúng ta muốn có ăn là chúng ta phải bơi theo cá mập, nôm na nó là như vậy. Bởi vì dòng tiền nhỏ lẻ sẽ không đủ sức để tạo lập nên một cái mã cổ phiếu nào đó, hoặc là tạo lập nên một thị trường. Chính vậy nên là chúng ta phải bơi theo khi cổ phiếu có những cái tín hiệu dòng tiền tốt, chúng ta bơi theo. Hoặc là ngày hôm nay thì tí nữa cũng sẽ phân tích sâu hơn về cổ phiếu của họ FLC, đúng không ạ? Nói nôm na một câu là gì, chân lý thì vẫn sẽ thuộc về những cái người lớn, những người có tiền. Và ngày hôm nay bao nhiêu nhỏ lẻ dẫm đạp lên để mong thoát sàn cổ phiếu thì tạo lập, người ta đã bắt hết sạch sành xanh, và từ sàn người ta đẩy lên trần và dư mua trần. Như vậy là nhỏ lẻ chỉ có biết ngồi tiếc nuối. Thì cái câu chuyện là gì, chúng ta vào sai thời điểm và chúng ta đu vào ở những cái điểm trên cao, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta biết nắm những cái thời điểm, và ngày hôm nay thì cũng đã tiếp tục khuyến nghị một số mã cổ phiếu quay trở lại làm bạn với anh Quyết Còi, đó là mã AMD, mã 2 HAR và mã KLF. KLF thì hơi muộn một tí, nhưng có khả năng KLF vẫn còn có thể ăn được. Đó, ngày hôm nay thì FLC chính thức thoát sàn và tất cả lệnh sàn của FLC đều bị bắt hết, và kết phiên cổ phiếu tăng kịch trần. Rốt cũng như vậy, còn những cái mã cổ phiếu của FLC, họ FLC thì trong phiên giao dịch của ngày thứ tư, ngày thứ năm thì đã bắt đầu có những cái thiên hướng tốt lên, chuyển biến. Và ngày hôm nay thì gần như cả nhóm đã tăng rất là mạnh. Vậy thì chúng ta phải luôn có những cái đánh giá về mặt kỹ thuật để chúng ta nắm được xu hướng cổ phiếu, nắm được xu hướng của thị trường. Thì một vài ý để chia sẻ như vậy. Và Hùng cũng chia sẻ thêm một cái ý nữa, có thể ngày hôm nay thì cổ phiếu chúng ta sẽ phân tích ít đi, nhưng chúng ta sẽ nói về mặt định hướng. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 2 năm tăng trưởng cực kỳ tuyệt vời. Nó đã đưa cho chúng ta có thể nói là những con sóng thần. Ví dụ cổ phiếu nhóm thép các anh chị có thể nắm lại được rồi, đúng không ạ? Của từ TVN, rồi từ NKG, từ Hòa Phát, từ Nam Kim, tất cả những nhóm cổ phiếu đấy đã tăng phi mã. Rồi thì sau một cái chu trình tăng phi mã như vậy thì cổ phiếu sẽ chỉnh, và nó sẽ chỉnh về một mặt bằng hỗ trợ kỹ thuật. Từ cái mặt bằng hỗ trợ kỹ thuật đó thì nó sẽ xác nhận rằng là cổ phiếu tiếp tục đi hay nó đi vào downtrend trung hạn, ví dụ như vậy. Rồi chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhóm ngành cảng biển, đúng không anh chị? Nhóm ngành cảng biển nó cũng đã có một cái trend kỹ thuật tăng rất là tuyệt vời rồi, thì nó cũng sẽ đến ở một cái trào lưu, sẽ đến một cái giai đoạn nào đó là cổ phiếu sẽ chỉnh giảm và đi vào downtrend. Thì các anh chị cũng nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Nhóm ngành cảng biển đã đi vào những cái downtrend và gần như nó đã không còn cái lực tăng nữa. Ok, chúng ta có thể nhìn sang nhóm ngành phân bón.
nhóm ngành phân bón cũng đã có những cái điểm tăng cực kỳ tuyệt vời, và tâm điểm chúng ta có thể nói đến ba mã cổ phiếu hàng đầu, đó là BFC, Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ. Thì sau những cái giai đoạn tăng trưởng như vậy, cổ phiếu bắt đầu chỉnh giảm và đi vào một cái downtrend trung hạn. Đó, rồi chúng ta sẽ nhìn sang nhóm banh và nhóm chứng khoán. Thì chúng ta thấy rằng nhóm banh gần như là nó đã tăng mạnh, nhưng một cái điều đặc biệt trong cái thời điểm hiện tại đó là nhóm banh chưa bị phá những cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng. Thì chính vì nó chưa bị phá những cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng nên nó vẫn còn những con sóng gợn lan tăn. Ok anh chị, đối với nhóm ngành chứng khoán, trong bản tin mà Hùng bổ sung, trong cái bản tin mà tối ngày thứ hai, đúng không ạ, Hùng có bổ sung bản tin đó, thì Hùng có phân tích hai nhóm thép và chứng khoán. Thì nhóm chứng khoán trong phiên giao dịch của ngày thứ hai chính thức phá toàn bộ những cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật. Vậy thì trong tuần vừa qua, ở nhóm ngành chứng khoán đã lấy lại được những cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mà Hùng phân tích đó hay chưa, thì các anh chị có thể kiểm tra lại. Vậy thì nếu như trong trường hợp nó hồi và nó lại quay lại test cung, tức là nó test lại cái hỗ trợ thấp đó mà nó bị phá vỡ, thì có thể nhóm ngành chứng khoán cũng sẽ là một nhóm ngành tiếp theo đi vào downtrend. Ok, nhóm banh thì đang dập dìu, rồi nhóm thép đến ngày hôm nay tí nữa ông sẽ phân tích đang có những tín hiệu tương đối xấu. Như vậy thì cục diện của thị trường trong năm 2020, trong năm 2021 sẽ khác hoàn toàn với cục diện của thị trường năm 2022. Trong 2 năm vừa qua chúng ta nhắm mắt nhắm mũi, chúng ta mua những cái dòng cổ phiếu mà nó đang gọi là uptrend trung hạn thì ít nhiều chúng ta có lãi, vấn đề là lãi ít hay là lãi nhiều mà thôi. Còn đối với quan điểm kỹ thuật cùng Lê, trong năm 2022 thì thị trường của chúng ta sẽ bị phân hóa rất là mạnh, rất là mạnh. Và nó không còn một cái uptrend trung hạn nữa, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn để mua, lựa chọn cổ phiếu để mua và lựa chọn nhóm ngành để mua, nó sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là một lượng lớn F0 tham gia đua theo thị trường trong năm 2021 thì đến thời điểm hiện tại có thể nói là đã ngấm đòn. Và chúng ta thấy rằng trên khắp các diễn đàn đã viết rất nhiều những cái bài viết về F0 vân vân, rằng là tôi thua lỗ nên là tôi lại đưa tiền của tôi về ngân hàng vân vân. Thì đấy chỉ là những cái câu chuyện mà chúng ta nói ở ngoài lề. Cái điều quan trọng nhất ở đây mình muốn chia sẻ đó là gì? Thị trường chứng khoán là một bộ môn rất khó các anh chị, và chúng ta phải học tập nó, chúng ta phải đón nhận nó bằng một cách nghiêm túc, tức là bằng một ngành nghề đầu tư, chứ đừng có xác định rằng đây là nghề phụ. Những nhà đầu tư nào nhân dịp cái bản tin cũng gần cuối năm thường nói như vậy, những nhà đầu tư nào đang xác định rằng chứng khoán là nghề phụ, tôi đi làm công nhân, tôi đi làm kỹ sư, tôi đi làm cái gì đó, tôi nghe những thằng bên cạnh nó bảo là đầu tư vào cổ phiếu này, đầu tư vào cái này, thì tôi cũng vứt vào đó chứ tôi không có nền tảng kiến thức, thì ngay lập tức các anh chị rút hết tiền khỏi thị trường chứng khoán và mang về làm những cái công việc mà mình đang làm, để làm sao để mình đừng có mất tiền ở trên thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Còn nếu các anh chị xác định là ta bước chân vào thị trường chứng khoán để chúng ta kiếm tiền thì sao? Thì chúng ta phải có một cái tâm thế, một cái vị thế hoàn toàn khác. Tức là chúng ta phải xác định đó là cái nghề kiếm tiền. Mà khi đã xác định là cái nghề kiếm tiền thì phải gì các anh chị? Phải có công cụ. Chúng ta phải có phần mềm để chúng ta phân tích này. Chúng ta phải có phần mềm để chúng ta nhìn trang kỹ thuật này. Rồi chúng ta phải có kiến thức để chúng ta đọc được. Chúng ta phải đọc được các cái ý đồ về mặt tạo lập của thị trường, ý đồ tạo lập của cổ phiếu. Rồi chúng ta phải đọc được trend kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta nắm được rằng cổ phiếu như vậy đang tốt hay đang xấu, ở đâu là hỗ trợ, đâu là kháng cự, rồi thị trường chung có tăng điểm được nữa không, hay thị trường chung đang tạo đáy, hay thị trường chung đang ở vùng đỉnh, vân vân. Thì khi chúng ta xác định là thị trường chứng khoán là một cái nghề, tôi mang tiền tôi mở tài khoản đầu tư ở một cái công ty nào đó và nhận được một cái sự tư vấn của một ai đó, thì đây cũng là một cái công việc của tôi. Đó, còn các anh chị mà không xác định rằng chứng khoán nó là một công việc thì Hùng Lê khuyên các anh chị là chúng ta nên rút tiền về, chúng ta gửi ngân hàng. Ở một năm chúng ta cứ dập dìu khoảng tầm độ 5-6%, 7%, nó an toàn. Đó, và nói chung là nó bền vững, tất nhiên nó không thể phát triển được. Đó, còn chứng khoán thì nó sẽ có những cái sức bật nó tốt hơn. Nhưng với điều kiện chúng ta phải xem nó như là một cái ngành nghề và tìm hiểu nó, học tập nó, rồi đón nhận nó bằng một cái khoảng thời gian nhất định ở trong cái quỹ thời gian mà chúng ta làm việc. Ok, thì đó là một vài những chia sẻ như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu cơ bản các anh chị. Thì đối với VIX, đúng không ạ? Chúng ta có đề cập ở đây rồi, vùng 94 đến vùng 95, khả năng đây sẽ là vùng hỗ trợ ngắn.
Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong ý đồ về tạo lập ngày quá khứ thì cổ phiếu này đi ngang ở trong biên này và chúng ta chờ một cái phiên mà có một cái lực cầu đánh khá là tốt thì khi đó chúng ta có thể mở mua mạnh thêm, đúng không ạ? Và các anh chị lưu ý, tin tức nó chỉ là một phần. Khi mà cổ phiếu VIX đánh lên ở nhịp này thì tại cái thời điểm đó hình như là VIX ra cái mẫu xe điện và rất nhiều người trầm trồ bảo rằng cổ phiếu này tốt rồi, tăng rồi, mua mua mạnh lên. Nhưng chúng ta quên đi một cái vùng kháng cự của nó ở đây. Đó, quên đi một vùng kháng cự ở đây, như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Nó sẽ tích nền ở quanh vùng 94 đến 95. Nếu thủng vùng này thì chắc chắn rồi nó sẽ đi xuống vùng 90 đến vùng 91. Rồi Vinhome ở đây chúng ta có vùng kháng cự 86 đến vùng 87 đây các anh chị. Trong tuần vừa qua thì Vinhome đã bị mất vùng 81.5. Một nguyên lý vận hành của thị trường hoặc là nguyên lý vận hành của cổ phiếu thì thủng hỗ trợ cao thì nó sẽ đi về hỗ trợ thấp. Và trong phiên đó nó tiếp tục thủng vùng hỗ trợ 80. Khi thủng vùng hỗ trợ 80 thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ kỹ thuật 78. Và trong phiên giao dịch của ngày thứ 3 thì Vinhome cũng chính thức bị gãy vùng 78 nên nó sẽ đi về vùng hỗ trợ tiếp theo, đó là vùng 76. Các anh chị cứ hiểu như vậy. Đấy. Vậy thì tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinhome thì Vinhome xu hướng tuần tới sẽ có thể test ở quanh vùng 78 đến 78.5. Cổ phiếu VRE ở gần như trong 2 năm vừa qua thì VRE gần như không có những cái sóng đánh mạnh và nó chỉ có những cái sóng đánh tương đối rời rạc và trong những nhịp ngắn. Ở nhịp này thì cũng đang nhìn thấy một cái dòng tiền khá khá thì không biết là dòng tiền này bắt là do kỳ vọng xe điện hay như thế nào thì cũng không rõ lắm. Nhưng ít nhất ở đây thì chúng ta sẽ có một vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 32 hoặc vùng 33 thì đây là những cái vùng kỹ thuật mà các anh chị có thể bắt thăm dò. Mắt xong cổ phiếu nó tăng tốt và dòng tiền tiếp tục duy trì ổn định khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu thì khi đó chúng ta sẽ gia tăng thêm. Còn trong trường hợp nếu như mà mắt xong một cổ phiếu bị thủng, bị gãy thì như vậy là chúng ta cũng sẽ đi tìm những cái cơ hội khác. Nói chung là họ VIX thì chưa ăn được. Vinamilk thì vẫn đang một cái hành trình tích lũy tương đối là dài, chưa có lực bật. Các anh chị đánh như này thì chưa có lực bật rồi. Và ngắn hạn thì vẫn có vùng hỗ trợ kỹ thuật D82 đến vùng 83 thì sẽ quan sát thêm. GTN ở giai đoạn này đang có những cái tín hiệu tương đối ổn. Sau khi mà GTN chúng ta phân tích được lên đến khoảng vùng target 23 thì cổ phiếu này chỉnh và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là cổ GTN cũng đang sắp về lại gần nền. Ngắn hạn thì đã phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 18 ở đây. Trong sang tuần tới thì cổ phiếu GTN sẽ có thêm những cái điểm đánh quanh vùng 18, vùng sẽ đánh giá thêm. Trong trường hợp thủng 18 thì chúng ta phải xác định ở vùng 16 đến khoảng vùng 16.5. Họ ngành hàng không thì chúng ta sẽ đánh giá VDC. Trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì nó cũng đang có những cái yếu tố tạo lập ngắn hạn đi theo những cái biên hình sin, và biên hình sin đó thì chúng ta đánh giá hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 118, kháng cự ở khoảng quanh 126. Hiện tại thì đánh giá ở quanh biên này, trong biên này. Cổ phiếu HVN đang đi với một dao động tắt dần và nó đang đi cuối cái dao động này, thì cái dao động này nó có một cái hỗ trợ kỹ thuật 21.5 khoảng vùng 22. Xu hướng thì nó sẽ đi ngang ở quanh vùng 22.5, hiện tại thì nó đang đi 22.5 nhỉ, đúng không? Khoảng đấy. Quanh 22.5. Cổ phiếu Mansan thì trong bản tin tuần trước thì Hùng đã có đề cập rồi, đó là sau khi mà đạt vùng 770 thì nó đang bị mất thanh khoản ở đây, chứng tỏ cổ phiếu này đang có vấn đề. Có thể là đội tạo lập đang bị ốm hoặc là như thế nào đó thì chúng ta không rõ lắm, nhưng nôm na là đang có vấn đề. Tóm lại là cạn vốn như này có vấn đề. Và nó đang có một nhịp hồi, nhưng theo quan điểm kỹ thuật là nhịp hồi này nó sẽ không bền và nó sẽ sớm quay lại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 145, chúng ta sẽ đánh giá thêm. BVH ở trong bản tin tuần có phân tích và đề cập đến một cái ý, đó là hiện tại thì cổ phiếu đang đi vào một cái xu hướng tích lũy nền. Và xu hướng tích lũy nền đó thì chúng ta tập trung đánh giá ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật 52, biên của nó là biên 52 đến khoảng biên 53. Hiện tại thì nhìn cái lực cung cầu, tức là nó đang ở khá là thấp như thế này thì cái xu hướng cổ phiếu nó sẽ chưa bật được và nó sẽ phải chờ một cái tín hiệu xác nhận nào đó thì cũng sẽ quan sát thêm. Nhưng trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ đánh giá vùng 52. Đây các anh chị, chúng ta nhìn sang đây thì chúng ta sẽ có vùng 50 hoặc 47.5, thì đây có thể sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt của BVH ở trong thời điểm hiện tại. Nếu như cổ phiếu có chỉnh thì khả năng nó sẽ chỉnh theo kiểu này, tức là ở đây nó sẽ hình thành một cái vòng cung đó, rồi sau đó thì dự thôi, theo quan điểm kỹ thuật cùng dự, tức là cái đáy nó ở khá là gần xung quanh đây, nên BVH chúng ta đưa vào danh mục cổ phiếu quan tâm.
MBWG hiện tại thì chưa làm ăn gì được, nhìn thế này chưa làm ăn gì được. Các tài khoản mà các anh chị cầm thì chúng ta cứ cầm thêm. Trong trường hợp mà nó không bị phá vỡ vùng 125, chứ còn nếu bị phá vỡ vùng 125 thì đấy cũng là một tín hiệu kỹ thuật tương đối xấu. Cổ phiếu PNG PNG có lực hồi tương đối là tốt. Rồi các anh chị phiên này lực cầu cũng đang khá khá này đấy, nhìn lực cầu thế này tạm ổn. Như vậy biên 92, biên 93 sau khoảng 2 3 4 tuần nó tích lũy ngang ở đây và nó đang có một cái lực bật thoát lên, như vậy là tạm ổn và ngắn hạn thì nó sẽ hướng về vùng kháng cự 97.5. Rất có thể là khi chạm về vùng 97.5 thì em này sẽ có những cái điểm chỉnh cung lại quanh vùng 95 và ông sẽ đánh giá thêm. Trong trường hợp nếu như nó chỉnh mà không gãy vùng 95 thì xác suất để nó đánh lại vùng 100 là rất là cao, bởi vì như vậy là nó đã hình thành được một cái mô hình tạm gọi là mô hình V kép ở đây, mô hình tạo đáy V kép ngắn hạn ở đây. Như vậy thì PNG cũng có thể có một những cái gọi là có một cái lực phục hồi ngắn tạo đại loại như thế này đó, nó đi như này thì đâu đó chúng ta cũng có thể kỳ vọng sang bên này, đúng không ạ? Đây nó tạo đáy xong thì nó sẽ đi lên khoảng đấy, như vậy là chạm một quanh 110. Nhưng trước khi mà lên được vùng 110 thì nó sẽ chỉnh lên đến đây là vùng 97.5, nó chỉnh cung lại. Chúng ta phải đánh giá. Trang kỹ thuật J, trong thời điểm hiện tại thì J cũng đang bị mất cung cầu, như vậy là cũng tương đối là tốt. Bởi vì trong trường hợp cổ phiếu chỉnh mà vol nó càng lớn thì như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm, nhưng khi nó chỉnh mà cung cầu nó bị cạn đi dần thì đấy cũng là một cái tín hiệu tích cực. Ở trong thời điểm hiện tại J không bị mất ở vùng 63.5 là tạm ổn, chứ còn nếu mà J mà phá 63.5 thì cũng có thể coi là hết sóng, hết một sóng tăng ở đây. Và khi cái vùng 63.5 này nó bị thủng á thì nó sẽ rất là nguy hiểm đó các anh chị. Nó chắc chắn là nó sẽ đi về vùng 55, thậm chí sâu hơn nó có thể đi về vùng 50. Đấy, bởi vì các anh chị đều hiểu một cái mô hình đó là mô hình sóng hồi. Thì thường thường là ở đoạn này nó hồi lên và sau đó nó sẽ cái mô hình nó rất là kinh điển ở trong phân tích kỹ thuật này các anh chị chú ý. Thì sau khi mà nó hồi lên thì nó sẽ quay lại test vùng 63.5 đây và nó xuất hiện một cây nến đạp sọt thủng vùng 63.5 thì chạy chạy chạy. Chạy càng nhanh càng tốt, chạy đừng có quay mặt lại. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là nguy hiểm của cổ phiếu. Còn nếu như trong trường hợp nó không bị thông thủng ở đây mà lực cầu tiếp tục quay trở lại khoảng tầm trên 20 triệu và nó có một phiên bật mạnh lên thì đấy lại là tín hiệu tốt. Nhưng đấy nó tức là cái ranh giới giữa cái gọi là trend tốt và trend xấu nó chỉ nằm ở trong một cây nến thôi. Đó, và sau đó nó có thêm một cây nến xác nhận nữa để nó xác nhận cái xu hướng. Ok các anh chị, thì bản tin tuần của chúng ta vừa phân tích cổ phiếu và chúng ta vừa học. Đây là những cái bài học Bùng dạy lại cho các anh chị. Nói từ dạy nó hơi nặng nề nhưng đấy là những cái kinh nghiệm Bùng đã chiến đấu ở trong 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 quá khứ vào tích lũy lại được. Vào tích lũy lại được thì mang những cái đó đến với những anh chị em F0, những nhà đầu tư chưa có những cái nền tảng kiến thức tốt, thì mong rằng là mọi người sẽ tiếp nhận và mọi người sẽ nhận ra rằng à như vậy đấy là tín hiệu nguy hiểm mà chúng ta cần phải xử lý ở trong tương lai. Đó, chứ Hùng cũng không có, mọi người có bảo là Hùng có mở các cái lớp nào tạo để dạy về phân tích kỹ thuật hay không thì cũng không có. Các anh chị chúng ta cứ xem nhiều cái bản tin tuần của Hùng lên thì tự khắc các anh chị sẽ giỏi thôi, chứ không phải học cái lớp nào cả. Vừa mất tiền, nhưng mà vấn đề là khi chúng ta học á thì thông thường là chữ thầy sẽ trả cho thầy, bởi vì chứng khoán nó không phải là cứ ngồi nói ở trên lớp lớp học rồi các anh chị mang những cái kiến thức ở trên lớp học đó các anh chị mang về tài khoản của mình không làm được đâu. Chúng ta phải nắm giữ cổ phiếu rồi chúng ta phải lỗ, gọi người mọi người hay nói vui là lỗ cho sấp mặt. Đó, tức là mặt không ngẩng lên được nữa, tối về ăn cơm mà nuốt nó nghẹn ngang ở cổ thì chúng ta mới cảm giác được cái cảm giác nghẹn ngào đau đớn khi chúng ta bị thua ở trên thị trường chứng khoán nó như thế nào. Đó, rồi xong đó đêm về chúng ta nằm ngủ mắt chúng ta trợn ngược lên, chúng ta không ngủ được. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì bản thân như Hùng Lê chúng ta đi kiếm tiền bằng những công việc lao động hàng ngày. Ở chúng ta tích góp được, chúng ta mang cái số vốn đó chúng ta lên thị trường chứng khoán mà nó giã trong khoảng 2 nhịp. Đấy là mất, ví dụ như đầu tư 100 triệu mà nó mất khoảng tầm, nếu không may mắn mà không thoát được, nó giã trong khoảng nhịp vừa rồi là 30% là chuyện bình thường. Như tài khoản test của ông Lê âm 21%, ngày hôm nay thì còn có 13% nữa thôi. Bởi vì ông tìm cách để ông đảo lại hàng. Đó, khi thị trường hồi phục là ngay lập tức là chúng ta lao vào để chúng ta xử lý ngay tài khoản, ví dụ như vậy. Đó, vậy thì những anh chị em mà không có kinh nghiệm thì chắc chắn cứ ôm lỗ như vậy. Đó thì sẽ rất là nặng nề. Vậy thì chúng ta phải trải qua những cảm giác đó để chúng ta biết được là à ta sai ở đâu và sai ở chỗ nào thì chúng ta sẽ sửa sai ở những cái lần giao dịch tiếp theo. Đó, và cứ mỗi một lần như vậy chúng ta nắn chỉnh lại các cái quy tắc cơ bản của bản thân thì dần dần chúng ta sẽ rèn luyện được một cái kỹ năng.
Sinh tồn, ông chỉ nói như vậy, kỹ năng sinh tồn ở trên thị trường chứng khoán nó rất là quan trọng. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành tương đối quan trọng, tương đối hot và không thể thiếu, đó là nhóm P. Thì đến thời điểm hiện tại các anh chị có thể nhìn thấy đây, giá dầu hiện tại là đã chạm đỉnh ở vùng 85 ở đây và nó đang có những cái điểm test cung kỹ thuật. Thì những cái điểm test cung kỹ thuật này thì chúng ta sẽ đánh giá ở quanh vùng 82.5. 82.5 đây các anh chị, ở cái nón này. Ở trong trường hợp nếu như mà cái ngưỡng 82.5 này nó không bị thủng thì cơ bản như vậy là giá dầu có thể tiếp tục một cái đà phục hồi. Nhưng mà gãy vùng 82.5 ở đây giống như ở bên này đấy các anh chị, nó hồi lên và sau đó nó bị đứt cái vùng 82 ở đây thì như vậy là cái khả năng mà phục hồi của giá dầu nó sẽ rất là thấp. Và khi cái khả năng phục hồi của giá dầu mà nó bị mất ở đây thì nhóm P các anh chị lưu ý, những ai đang cầm P chúng ta lưu ý ngắn gọn như vậy thôi. Thì đối với gas ở trong thời điểm hiện tại thì cũng dự báo rằng gas sẽ tiếp tục công lại vùng kháng cự 110 và bung 110 thì nó sẽ lên vùng khoảng tầm 115 đến khoảng tầm 120. Đấy là cái dự báo về target của nhịp này của gas. PLX ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung thì nó đang tích lũy, giao dịch chủ đạo như thế này nó đang tích lũy thôi. Điểm tích cực là 52.5 đến vùng 53, hỗ trợ kỹ thuật của PLX không bị phá vỡ. Sau đó thì cũng có tính thêm một cái vùng hỗ trợ 53.5 ở đây. PLX có vùng kháng cự ngắn của nó ở đây là vùng 56.3. Thì các anh chị có thể vùng thấp thấp dưới này mua và vùng cao cao ở đoạn này bán bớt đi, tạm thời như vậy. PVT trong thời điểm hiện tại thì cũng bắt đầu khuyến nghị là anh em bắt thăm dò. Vì sao? Bởi vì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây ở vùng 21. Như vậy thì sau một phiên đẩy tăng thì nó đang quay lại trả cung và những cái điểm trả cung đó có thể tính toán ở vùng 21.7 này, hoặc là biên ở đây đó là biên 21.5 đến khoảng biên 22. Đấy là những cái biên mà cổ phiếu dự kiến nó sẽ quay trả lại cung cầu đây. Và tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát thêm, trong trường hợp về đến đây mà cầu tiếp tục ổn định thì các anh chị có thể nhặt thêm để chúng ta đánh một cái nhịp hồi T ở của cổ phiếu PVT ở đây. Cổ phiếu PET PET thì điểm tích cực của nó hiện tại đó là vùng 34.5 đến vùng 35. Các anh chị đang cầm PET chúng ta lưu ý ở điểm này, tức là vùng này kỹ thuật này mà không gãy thì các anh chị có thể cầm, còn nếu mà có một cái nến đè gãy ở điểm này thì các anh chị ra hàng. Bởi vì khi mà đè gãy điểm này thì rất có thể là cổ phiếu sẽ quay về lại vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là ở khoảng quanh vùng 28 đến khoảng vùng 29. Đó, còn ngắn hạn thì PET có thể nhìn tín hiệu kỹ thuật của này thì cũng có, hiện tại là ba phiên này đang bị mất cung này, mất cung mất cầu như thế này thì cũng không hiểu là ý đồ như thế nào. Nhưng chúng ta vẫn có thể cầm lại được đó, và chúng ta chờ có một cây nến nào mà nó bun lên khoảng vùng 39 đến vùng 40 các anh chị có thể canh chốt bớt hàng ở vùng đó. Rồi PVS hiện tại thì chưa thể đánh giá cái yếu tố gọi là mở trend kỹ thuật. Tuy nhiên thì trong trong những cái tuần giao dịch gần đây thì cũng có phân tích cho các anh chị vùng 29.5, đó là vùng kháng cự đấy, các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó là khi cứ chạm về 29.5 là cổ phiếu này bị tụt, và hôm nay thì nó đóng đúng 29.5, tức là đóng đúng kháng cự tuần. Ở trên góc độ kỹ thuật dòng tiền cũng đang đánh PVS tương đối là tốt. Đánh tương đối tốt. Tuy nhiên thì chúng ta hãy nhìn lại đây, đó là cái câu chuyện là sau những phiên kéo tốt này thì nó sẽ quay lại trả cung, và nó trả cung bị thất bại. Các anh chị lưu ý như vậy, trả cung bị thất bại là tòng, tức là phải bán. Đấy là những cái dấu hiệu mà cổ phiếu gặp nguy hiểm. Mà khi cổ phiếu gặp nguy hiểm thì không cần biết ngày mai nó như thế nào, chạy. Lưu ý lại với các anh chị và nhấn mạnh lại với các anh chị như vậy, chạy là kỹ năng sinh tồn ở trên thị trường chứng khoán. Còn ai chưa rèn luyện được cái kỹ năng chạy, mà phải chạy là chạy, tức là không phải chạy là chạy theo cái kiểu vô thức, mà chúng ta chạy là chạy nghệ thuật, đó, chạy có cơ sở đấy. Thì những cái cơ sở đấy là nó phát đi hết, chúng ta nhận diện ra được hết những cái yếu tố mà khi cổ phiếu tạo lập người ta rút tiền đi là chúng ta nhìn được hết. Thì đối với PVS trong tuần tới khả năng nó sẽ công lại vùng 30 đến khoảng vùng 31 ở đây, kỳ vọng là sẽ như vậy và có thể chạm lại đỉnh cao vùng 31 ở đây thì sẽ đánh giá thêm. PVD trong bản tin tuần thì cũng đã có đánh giá cái khả năng mở trend kỹ thuật và nhìn về cái điểm đánh của PVD đang sáng anh chị, vì vậy chúng ta cứ cầm thêm. Khả năng mở trend kỹ thuật nó thỏa mãn điều kiện khi đó là cổ phiếu không bị chọc thủng vùng 29, và trong những tuần vừa qua thì nó tích lũy tương đối ổn định ở biên 30.6, và cụ thể là trong tuần giao dịch của bản tin tuần 200 nó tích lũy ổn định ở vùng 32. Phiên này hôm nay hơi tiếc nuối một tí, tức là nó đã đạt được cái target 34.5 nhưng nó không vượt thoát qua được. Nếu vượt thoát qua được đây thì đẹp, nhưng nhìn đánh như thế này là có ý đồ. Sang tuần tới cổ phiếu này mà bung được vùng 34.5 cộng thì chúng ta sẽ nâng target lên vùng 37.
Thậm chí trong nhịp này, thì cũng đang kỳ vọng PVD khả năng sẽ đánh lên khoảng tầm 40. Nên anh chị lưu ý là nếu như đang cầm PVD thì chúng ta tiếp tục cầm, thậm chí là có thể canh gom thêm. Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích BSR. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì BSR chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 25 trên 25 đây các anh chị, đúng không ạ? 25 trên 25 và nó cũng đang tiến đến một cái điểm lịch sử, đó là vùng 26. Như vậy tuần tới thì BSR sẽ có biên tích nền 24.5 đến khoảng vùng 25, tích nền ổn định các anh chị lưu ý như vậy, và lực cầu nó duy trì ổn định được khoảng tầm 15 đến 20 triệu cổ phiếu, và nó đánh break vùng 25 lần 2 và sau đó nó có thể đánh vượt thoát vùng 26, thì khi đó chúng ta sẽ đánh giá xác nhận một cái tín hiệu gọi là gì ạ? Tín hiệu cổ phiếu BSR mở trend kỹ thuật. Trên góc độ ngắn hạn thì BSR có vùng hỗ trợ đây, đó là vùng bao nhiêu đây các anh chị nhỉ? Khoảng vùng 20, các anh chị chờ một tí. BSR đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 23. 23 mà không thủng thì cứ cầm, thậm chí tích lũy thêm cổ phiếu ở vùng này, còn nếu thủng 23 thì thôi, chúng ta sẽ bỏ qua. Đó, chúng ta chốt. Đấy. Còn trong trường hợp mà tuần tới mà vùng 26 không break lại được mà cổ phiếu đây này, đấy, nó bị, tức là trong phiên đây là một cái tín hiệu mà các anh chị phải cực kỳ lưu tâm. Đây là những cái biến động mạnh. Tức là trong phiên cổ phiếu ở giá cao nhất và kết phiên thì cổ phiếu bắt đầu bị, tức là trong phiên bắt đầu tụt tham và đóng cửa ở giá thấp nhất, thì đây là một cây nến gọi là từ tử các anh chị. Đó, từ tử. Và khi mà cuối một cái trang kỹ thuật mà xuất hiện những cái cây từ tử như này ấy, thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta lưu tâm. Đó, như vậy là chúng ta để khi cây nến này xuất hiện là chúng ta đã thấy cổ phiếu nó xấu rồi, đúng không ạ? Rồi sau đó tiếp tục đấy, nó dễ mà. Sau đó tiếp tục chúng ta đưa ra một cái điểm chặn lãi ở đây, đó là vùng 24, thủng 24 đấy, hoặc nó bắt đầu có những dấu hiệu như này, đấy là cái thời điểm chúng ta phải chạy cổ phiếu đó. Thì bên này cũng như thế thôi, nó sẽ có những cái diễn biến mà Hùng sẽ không thể phân tích được tương lai, nhưng khi mà nó có bắt đầu trong phiên giao dịch ấy, nó có những cái biến động ấy, thì chúng ta sẽ nhận diện ra được, ở đây. Rồi BSR hiện tại đang tương đối là tốt các anh chị. POV kép thì đối với POV kép là chúng ta cũng đã phân tích một trang kỹ thuật tương đối là thành công, đạt target kỹ thuật luôn, 20 trên 20, sau đó chỉnh. Thì đến thời điểm hiện tại thì cũng đang dò lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở quanh 15 rồi, và nó đã có 32 cây hồi và đang có một cây trả cung, thì sang tuần tới sẽ đánh giá lại thêm ở vùng 16.2 đến khoảng vùng 16.5, tức là xu hướng là cổ phiếu sẽ test lại cung, thậm chí là có thể test lại vùng sâu hơn ở dưới này, tức là quanh 15 đến khoảng vùng 15 mấy đây này. Chúng ta cũng sẽ phân tích sâu, còn lại những cái mã cổ phiếu nào mà chúng ta không đủ thời gian đó, thì chúng ta sẽ comment ở dưới bản tin sẽ trả lời. Đó, ok. Đó thì đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn và chúng ta có thể canh gom thêm cổ phiếu. Đó, và sau đó chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận. Một cái tín hiệu xác nhận đó thì nó dễ nhận diện lắm. Ví dụ đây là một cái tín hiệu xác nhận. Sau khi mà nó vòng cung ở đây và nó tích lũy ổn định và nó có một cây nến vượt thoát cái biên 15, đó chính là tín hiệu xác nhận của cổ phiếu POV kép ở nhịp này. Đơn giản thì có như vậy thôi. Rồi sau đó đến cổ phiếu OI. OI ở thời điểm hiện tại cũng đang có những cái dấu hiệu kỹ thuật đang tương đối là đẹp, và có khả năng nó cũng sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà có thiên hướng mở trend kỹ thuật. Thì để mở được trend kỹ thuật ở đây, đầu tiên nó phải thỏa mãn điều kiện, đó là biên 17.7 đến biên 18 nó phải trụ vững. Và Hùng đang nhìn thấy có một cái lực cầu bắt cổ phiếu tương đối lớn ở trên vùng 18 cộng. Ở đây không phải nhỏ lẻ bắt đâu, đây toàn thằng to đấy, toàn thằng to bắt các anh chị. Mà thằng to đấy không biết mặt mũi nó là ai đâu. Thì nó bắt như vậy thì đang có cả một cái xu hướng là gì? Cổ phiếu khả năng sẽ có một nhịp đẩy tiếp. Bởi vì nó đã bắt thì chắc chắn nó phải đẩy thì nó mới có lãi, rồi xong đó mới phân phối cho nhỏ lẻ, đúng không các chị? Một nguyên lý là như vậy. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta có vùng 20, đến khoảng vùng 20.3 ở đây sẽ là vùng kháng cự ngắn. Thì có anh chị có ra bớt hàng đây đi. Và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 17.8 đến vùng 19, các anh chị có thể canh gom thêm. Tức là chúng ta dò xem là xem ở các ông bắt, tôi bắt theo ông tí. Các ông bắt 1 triệu cổ phiếu, tôi bắt 1.000 cổ phiếu, có làm sao, theo các chú tí. Đó. Tức là mình là nhỏ lẻ mà các anh chị, mình đâu phải tay to đâu. Mình nhỏ lẻ thì mình phải bơi theo những cái ông to to đấy, để mình gọi là mồi trong một cái ngôn ngữ mà mọi người hay lấy hình tượng là cá mập nó ăn xong nó rơi vãi ra bên ngoài, xong nhỏ những cái con cá con á,
nó đi bên cạnh những con cá mập đó để nó ăn những cái rơi vãi đấy đó, mà ăn ăn vừa vừa thôi, chúng ta đớp một đoạn thôi, mà đớp đi mà kiểu mà bơi theo nhiều quá là không cẩn thận cá mập nó quay lại nó cắn và mình chết đó. Vậy thì đấy là một cái hình tượng ở trong ở tự nhiên, nhưng ở trên thị trường chứng khoán nó y xì đúc như vậy. Các anh chị cứ cứ nhớ nhớ những cái hình tượng vui vui đấy để chúng ta nhớ rằng à, nếu chúng ta bơi theo thì chúng ta sẽ bơi theo một quãng đường nào đó, chúng ta đừng có ham vui quá đó, đừng chúng ta đừng có tham quá. Ví dụ FLC hay tất cả những cái câu chuyện rốt riết các thứ đấy là chúng ta ham vui quá nên nó lên đến tận đỉnh chúng ta vẫn còn đua, hoặc là chúng ta nhận diện thấy những cái dấu hiệu nguy hiểm mà chúng ta không ra hàng. FLC có một phiên đủ cho các anh chị ra hàng chứ không phải là không ra hàng được đâu, nhưng vì chúng ta ham vui quá chúng ta đua vào những cái phiên mà anh quyết anh ra hàng thì chết rồi đó. Rồi ok, tạm ổn. Ở PXS thì vẫn đang theo theo nó trong nhịp này, chúng đang dự chỉnh lại đang dự chỉnh lại ở quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.3 rồi quanh biên 11. Đây là những cái biên mà chúng ta có thể canh gom, chờ đợi một cái nến mà nó có thể đánh break vùng 13 thì khi đó nó sẽ xác nhận là PXS tiếp tục đánh. Tuần tới thì nó có thể tích lũy thêm ở biên 11.7 đến biên 12, biên này cũng 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 có thể túc tắc nhặt thêm được. Nói chung là PXS nhịp này thì cứ xác định là đánh về khoảng vùng 10 đến khoảng vùng 10.3, mà không thủng, các anh chị lưu ý như vậy, không thủng thì cái cơ hội để PXS đi tiếp là còn, còn nếu mà thủng vùng 10 thì thôi, tức là tư duy của chúng ta bị sai. Mà tư duy của chúng ta bị sai thì chúng ta phải sửa sai ở ở những cái vùng gọi là bị lỗ nhỏ nhất. Đó, đơn giản thì có như vậy thôi. Rồi ok, các anh chị cũng sẽ điểm qua nhanh nhóm thép nữa. Thì nhóm thép chúng ta đã nói rồi, tiếp cận đến nhóm thép là chúng ta phải tiếp cận từ từ. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã gặp một cái trend tăng trung hạn rồi, nó tốt quá rồi. Thì Hòa Phát sau một cái giai đoạn sập sình đi ngang, sau đó thì nó có biên ở đây 44 đến 45, và trong tuần vừa qua thì thép chính thức bị suy yếu. Hòa Phát chính thức đánh mất vùng 44 và hiện tại nó chỉ còn một cái gọi là lớm chớm ở vùng 43 thôi. Trong trường hợp tuần tới mà thủng luôn vùng 43 thì là xong. Kết thúc câu chuyện về thép, nói chung là kết thúc luôn chứ không có kết thúc vừa nữa đâu. Bởi vì sao? Các anh chị cứ hiểu như thế này, khi mà nó tạo thành cái nền đây và khi cái nền cuối cùng nó bị phá thì nó kinh khủng lắm, nó kinh khủng lắm các anh chị, nó rơi mà chóng mặt luôn, nên là không không dám nhìn cái đoạn sau này đâu. Trong trường hợp nếu nó bật lên lại được thì không sao, nhưng nó bị thủng vùng 42, 43 ở đây thì nó là kinh khủng. NKG cũng như vậy, sau một giai đoạn mà nó tích lũy tương đối tốt ở vùng 35, 36 thì chính thức tuần vừa qua Nam Kim đang chạm lại vùng 32 đến vùng 33. Ở đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối là quan trọng, mà vùng này mà bị phá thì xu hướng nó sẽ đi về vùng 25 đến khoảng vùng 26. Tức là trong trường hợp nếu mà tuần tới mà nó bị đạp thì đạp thủng á, đạp thủng cái vùng hỗ trợ thì xác suất cao là nó sẽ đi về đây. Hoa Sen cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Hoa Sen để xem nào, như vậy Hoa Sen cũng đang bị gọi là đang tiệm cận lại đến những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng, có thể nói là như vậy. Trong tuần thì chính thức Hoa Sen bị phá vỡ vùng 34, đấy là một tín hiệu xấu, và tiếp theo nó đang đi ở biên 32, 32.5. Trong trường hợp mà phá vỡ vùng 32 thì đấy là một tín hiệu cực kỳ xấu của Hoa Sen. Cổ phiếu TLH thì chính thức là bị rơi đây này, nó bị rơi khỏi vùng 19 đấy, các anh chị nhìn thấy chưa? Và khi rơi khỏi vùng 19 thì xu hướng sẽ đi về vùng 16. Rơi khỏi vùng 16 thì nó sẽ xu hướng đi về vùng 14, mà rơi khỏi vùng 14 thì thôi nó sẽ đi về 10. Mà rơi khỏi 10 thì nó sẽ đi về đâu ạ? Đi về 5. Về 6.5. Đó, thì cái nguyên lý vận hành của cổ phiếu nó chỉ như vậy thôi. Và nó đang đi vào downtrend này, đây là downtrend rất là kinh khủng. TVN xem nào. Ở TVN cũng như vậy, TVN rơi khỏi vùng 15.5 thì nó sẽ về 13.5. Nó sẽ có lực hồi T ở đây và nó sẽ quay lại cái điểm test 13.5 lần 2, thủng con này thì sẽ xuống 12, thủng 12 thì đi về 10. Mà thủng về 10 thì nó đi sâu tiếp xuống như thế này nữa. Đó, thì cứ từ từ chúng ta phân tích, nhưng nôm na cái nguyên lý vận động như vậy. Như vậy là thép đang xấu các anh chị nhá, chúng ta đang cầm thép thì chúng ta lưu ý một tí. Rồi, sẽ phân tích thêm nhóm cổ phiếu banh, banh thì chúng ta phân tích thêm một số mã banh thôi, Vietcombank. Thì Vietcombank đã có một cái lực phục hồi tương đối là tốt, và hiện tại thì Vietcombank đang chạm lại đỉnh lịch sử của nó, đây là vùng 90. Như vậy là chúng ta đừng ham vui quá. Lên đến vùng 90 rồi mà vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi mua thì đúng là chúng ta ham vui.
Và chính vì những cái câu chuyện mà chúng ta ham vui ấy, thì chúng ta sẽ nướng, chúng ta sẽ hứng thất bại. Các anh chị nhìn thấy đây, Vietcombank kéo một nhịp rất là đẹp. Nó chạm vùng 83 và sau đó nó lừng khừng, nó không đi được nữa, và sau đó thì nó xuất hiện một cái nhịp đạp như này. Thì chắc chắn là những anh chị mua ở vùng 83 thì sẽ cắt lỗ ở vùng 70. Rồi một nhịp thứ hai ở đây nữa, chúng ta cũng nhìn thấy đây. Ở Vietcombank có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 74, nó kéo từ vùng 74 lên vùng 90. Sau đó thì tại vùng 90 này nó bắt đầu có những cái dấu hiệu lừng khừng, những cái dấu hiệu lừng khừng. Và khi mà cổ phiếu này ví dụ mất vùng 88.5, đó là xin lỗi cả nhà, không phải vùng 88.5 đâu. Đây 88.5. Đây 88.5. Khi cổ phiếu này không lấy lại được cái vùng 88.5 thì đấy là một cái dấu hiệu cũng rất là xấu của Vietcombank. Và chúng ta cầm thì chúng ta cần phải lượng hóa được đó. Thì đây cũng từ vùng 74 và hiện tại thì em cũng đang kéo lên vùng 90 rồi, và chúng ta sẽ rất nhiều anh chị ham vui ở vùng này đó. Vậy thì sao? Vậy thì khi mà Hùng, các anh chị xem được những cái bản tin tuần của Hùng á, thì các anh chị sẽ bớt vui đi ở vùng này đi. Chúng ta phải thấy sợ hãi ở vùng này đi đó, để làm sao để chúng ta đừng có vào ở những vùng này nữa. Biết đâu được nó lại đạp cho một cú như thế này đó, ví dụ như vậy. Thì đấy là những cái kỹ năng sinh tồn đó, chúng ta phải nhận biết được. Đối với BIDV, trong tuần trong những bản tin hình như là có phân tích tuần tuần vừa rồi thì có tuần vừa rồi có phân tích thì có nói đến vùng 43. Vùng 43 là vùng chỉnh cung kỹ thuật cơ bản của Mỹ bit, và nó không thủng thì ở vùng này thì xu hướng là nó có thể đánh tiếp. Hiện tại thì lực đánh của dòng tiền của BIDV cũng đang tương đối tốt, kháng cự 47.5. Tuần tới thì nó sẽ ổn định ở quanh vùng 47.5 đến khoảng vùng 48. Vùng này mà trụ được thì sẽ nâng target của BIT lên khoảng vùng 52. Nhịp này thì BIT đang kéo tương đối là đẹp, và nó cũng sẽ là một trong những mã kiểu giữ nhịp cho thị trường, và nó đang hút được cái dòng tiền đầu cơ ở trên thị trường vào BIDV. Cổ phiếu công thương cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư, và hiện tại thì trend kỹ thuật của công thương thì cũng đang khá là ổn. Nhìn thế này là tương đối là ổn. Từ những cái vùng đánh giá hỗ trợ kỹ thuật của công thương ở quanh vùng 31.5 đến khoảng vùng 32. Hiện tại thì công thương đang công kháng cự 35, và nó công khá là chạy chật ở đây. Tuy nhiên trên trang kỹ thuật của công thương thì nó vẫn đang giữ được, và tuần tới thì sẽ kỳ vọng quanh vùng 37, thoát được vùng 37 thì sẽ phân tích sau, sẽ nâng lên. Nhưng mà ngắn hạn thì khả năng là công thương sẽ gặp kháng cự 37 tương đối là mạnh. ACB, rồi bây giờ ông sẽ nói đến một cái câu chuyện là sau một cái kênh gọi là kênh tăng trưởng trung hạn thì nhóm ngành banh nó đang may mắn hơn, đó là nó chưa bị phá vỡ cái tính kỹ thuật trung hạn đó. Các anh chị có thể nhìn thấy đây. Vậy thì nó chưa bị phá thì các anh chị có thể nhìn qua cái hình ảnh của ACB thì chúng ta sẽ nhận diện ra ngay. ACB đã kéo từ vùng khoảng đâu đó khoảng vùng 14 đúng không ạ, và lên đến tận vùng 35, và sau đó nó chỉnh. Đây là một cái nhịp chỉnh, đây là những cái nhịp chỉnh. Và sau những cái nhịp chỉnh đó thì ACB, các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó là nó đang đi những cái con sóng hồi. Đó, nó đang đi như vậy, rồi nó chạm hỗ trợ, rồi nó lại bật lên. Tức là nó không bị phá vỡ cái vùng 30.8 ở đây. Nhưng khi mà nhóm banh mà đồng loạt nó thẳng xuống như thế này thì thôi, cũng là kinh khủng các anh chị. Khi đấy thì thôi, thị trường chung xác định là thấy các bác cứ toàn phân tích là 1.800 với 2.200. Nhưng mà khi đấy thì cũng nghĩ là có khi lại quay về 5-600 index, bởi vì chứng khoán cũng đồng loạt phá, rồi thép đồng loạt phá, banh đồng loạt phá, rồi cảng biển đồng loạt phá, rồi xây lắp đồng loạt phá, thì lấy cái gì mà nâng lên 1.800? Các bác cứ toàn nói phét, đúng không ạ? Chúng ta phải căn cứ vào những cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường để chúng ta đánh giá đó các anh chị. Thì ACB hiện tại là cơ bản là chưa bị phá, thì đây này nó có hỗ trợ đây 32, 32.5, kháng cự gần gần ở đây thì 34, 34.5, chú ý mà chốt đánh trong nhịp ngắn ngắn như vậy. Đó, Techcom đó, các anh chị cũng có thể nhìn thấy Techcom ở đây đó, một cái hình tượng đấy, nó chưa bị phá thôi. Chứ còn khi mà ông Techcom này mà ông gãy vùng 448 thì thôi, ới giời ơi ngay đó. Nó tăng một trend trung lượng trung trung hạn và sau đó đang đi lừng khừng ở đây đó, thì cái may mắn là hiện tại là như vậy, đó là nó chưa bị phá những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng. Thì nó có hỗ trợ kỹ thuật 48 ở đây này, xong đó thì 48.5, vùng kháng cự gần gần ở đây này, 51, 51.5, chú ý. HD Bank thì đối với đó, đối với HD Bank các anh chị cũng có thể nhìn như vậy. Đây các anh chị có thể nhìn ở đây, tức là nó cũng có một hình thành một cái
cái đường hỗ trợ có thể tạm gọi là như vậy, và sau một cái trang kỹ thuật tăng rất dài đấy, những con sóng thần. Thì năm 2022 khả năng khó tìm những con sóng thần này lắm. Đó. Thì nó chưa bị phá vỡ những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trung hạn nó ở đây, chứ mà bị phá thì kinh khủng. Thì HD Bank ngắn hạn thì chúng ta có thể kỳ vọng một nhịp phục hồi ngắn ở đây, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật 28-28.5, và ngắn hạn thì có thể lên khoảng quanh vùng 32. STB ở đây xem nào. STB thì hiện tại là lực cầu đang tương đối là tốt, các anh chị đã hoàn thành được đến cái vùng 33 và đang hướng về vùng 37. Nhìn những cái lực đánh của STB như này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng STB sẽ làm nên câu chuyện đó, nó sẽ đánh về khoảng vùng 37, khỏe hơn thì sẽ ở khoảng vùng 40. Ở cổ phiếu BVB thì sau cái chạm phải 26 thì nó xả cũng tương đối là mạnh. Hiện tại như thế này thì BVB gần như cũng chỉ còn lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, tạm gọi là vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng đi. Tất nhiên là cũng chưa phải cuối cùng, nhưng mà đây mà nếu như mà bị mất cái vùng 19 thì nó cũng xấu rồi, chứ nó còn không đẹp nữa. Mất vùng 19 thì nó sẽ rơi về vùng 16. Như vậy là một cái lực chỉnh cũng tương đối sâu đó các anh chị, tương đối sâu. Bởi nhìn trend như này thì chỉ còn một cái mốc kỳ vọng của BVB ở đây nữa thôi. Sai thì phải sửa thôi, không có cách nào cả. Chúng ta sẽ có trong cái phân tích kỹ thuật, cái xác suất nó bị sai nó cũng sẽ phải chiếm khoảng tầm độ 20-30%. Đó. Rồi, nhóm banh chúng ta phân tích rồi. Bây giờ sẽ nói sang nhóm nào nhỉ? Sẽ nói đến nhóm nhóm xây lắp, hạ tầng, bất động sản, khu công nghiệp. Thì đối với nhóm này thì các anh chị cũng biết rồi, trong tuần vừa qua phiên giao dịch của ngày thứ 5 đấy chính là một cái phiên mà thị trường bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật đảo chiều và gọi là bắt đầu chấp nhận một cái lực ăn sàn rất là mạnh. Thì ông thử phân tích, ông sẽ bật cái cổ phiếu sell lên đó. Thì sau một cái giai đoạn mà ép sàn liên tục thì hiện tại một số các mã cổ phiếu là đã chính thức có lực ăn và có lực hồi T cộng. Vậy thì cái lực hồi này thì theo quan điểm kỹ thuật cùng lên, nó sẽ kéo lên được khoảng phiên giao dịch ngày thứ hai nữa, và sau đó thì đồng loạt nhóm này sẽ bắt đầu đi chỉnh cung đó. Thì các anh chị lưu ý là trong nhịp này đối với nhóm bất động sản, nhóm hạ tầng và nhóm khu công nghiệp thì chúng ta đảo hàng thôi, tức là chúng ta đảo hàng T. Nếu chúng ta bắt được vùng thấp rồi thì hàng T1, T2 chúng ta lấy những cái hàng sẵn của chúng ta ở trong tài khoản này chúng ta bán ra đi. Đó, để chúng ta sẽ chờ đợi một cái nhịp chỉnh cung này, chúng ta sẽ đánh giá thêm. Đó, ví dụ như sell là có khả năng sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 70 và sau đó nó sẽ đạp quay trở lại. Hoặc ví dụ C2 đúng không các anh chị? Đó. Hoặc ví dụ như C2 thì trong phiên giao dịch của ngày hôm qua thì C2 bắt đầu có lực ăn, tức là đã kết thúc cái giai đoạn ép sàn không vôn. Đây là giai đoạn ép sàn không vôn các anh chị, không có ai ra được hàng hết á. Và những anh chị mà, và kể cả C2 thì các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cũ là có phân tích cái gọi là gì ạ, cái target cơ bản của C2 nó sẽ đạt ở khoảng quanh vùng 60, và cổ phiếu này thì nó đánh được đúng target cơ bản và target kỹ thuật thì chúng ta cũng có đưa lên 60 và vùng 55. Và đây là những cái vùng gì các anh chị, ở vùng nguy hiểm đây, cổ phiếu ở mức cao nhất và nó không giữ lại được ở cái điểm cao nhất ở trong phiên, và nó lại đang nằm ở những cái vùng target chúng ta phân tích. Thì đấy là những cái dấu hiệu nhận diện, ít nhất là chúng ta phải ra bớt hàng, chúng ta không thể ôm full hàng được. Chúng ta ôm full hàng thì chúng ta bị sai về mặt quan điểm đó. Thì C2 nó đã có lực hồi, và lực hồi này thì theo quan điểm kỹ thuật là nó cũng sẽ T cộng, nó sẽ kéo lên được ở đâu đó khoảng, nếu khỏe quanh vùng 40, và sau đó nó sẽ đồng loạt nó đi chỉnh cung. Và nó đi chỉnh cung xong thì nó mới bắt đầu nó đi vào được một cái gọi là cung cầu ổn định, tức là nó giao dịch ở một cái trạng thái bình thường. Rồi khi đó chúng ta mới phân tích được bằng kỹ thuật. Còn hiện tại đây là nó đang kiểu co giật. Đây sẽ là những cái điểm co giật, và chúng ta sẽ nếu như chúng ta nhanh tay là chúng ta vào, và chúng ta nhanh tay thì chúng ta ra, lấy những cái hàng mà chúng ta sẵn có thì chúng ta ra. Và nhóm xây lắp hạ tầng kỹ thuật thì phiên tuần này cũng sẽ không phân tích, vòng chờ xem cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba nó trả cung như thế nào, thì có thể sẽ làm một cái bản tin ngắn đó, sẽ làm một cái bản tin ngắn phân tích thị trường và phân tích luôn nhóm ngành xây lắp cho các anh chị, giống như cái bản tin này này đó, giống như cái bản tin này đó, có 32 phút thôi thì các anh chị cũng sẽ nắm được cơ bản. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành cao su.
PHR, xem PHR này. PHR ở đây thì vùng kháng cự 84-85 tương đối là mạnh, và nó có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn của nó đây, hình như trong tuần này chúng ta có phân tích này. Ở quanh vùng 71.5 đến khoảng vùng 73, đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn của PHR. Thì tạm thời về đến vùng trên đây này chốt, xong đó về lựa ở dưới này, nếu như mà nó cầu vào và cổ phiếu không bị phá vỡ vùng này chúng ta mua thêm. Chúng ta đánh theo kiểu T0, kho T0. VHG, đối với VHG sau khi nó đạt được cái target 14, thậm chí là có 15.5, nhưng cái này thì ok, tạm thời chúng ta sẽ tính 14 thôi, nó hợp lý. Nó chỉnh và đến thời điểm hiện tại thì sao? Thì chúng ta lấy biên 7.6 đến 8 sẽ là cái vùng dự kiến chỉnh cung cuối cùng. Thực ra nếu như VHG hoàn toàn có thể đạp về 6. Nhưng hiện tại thì tín hiệu tuần trong tuần này thì nó chưa đạp về 6 mà nó đang có tín hiệu hồi như thế này thì cũng tạm gọi là tích cực. Thì sang tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 9 đến 9.2, 9.3. Đây sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của VHG. Còn nhịp này mà VHG hồi thì sẽ hồi về đâu? Hồi thì sẽ hồi về khoảng quanh 12, sau đó nó sẽ chỉnh cung. Chỉnh cung kỹ thuật nhẹ nhàng, sau đó thì nó mới có thể đánh tiếp được. Tức là nó cũng sẽ phải tuân theo những cái quy luật vận hành chung của cả thị trường và sẽ tập trung để đánh giá thêm. Cổ phiếu GVR thì nó bị thủng hỗ trợ các anh chị. GVR là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai chính thức nó bị mất vùng 34.5. Và mất vùng 34.5 thì không cửa được rồi. Chắc chắn nó sẽ về vùng 30. Đây đang là những cái lực hồi ngắn hạn, nhưng mà các anh chị cứ chờ xem, khả năng là nó sẽ đạp về quanh 30 đấy. Rồi quanh 30 nó mới có lực hồi T cộng ở đây, rồi chúng ta đánh giá thêm. Và cứ kháng cự hỗ trợ trên thủng thì phải đưa về hỗ trợ dưới. Đơn giản đấy là quy luật vận hành của thị trường cũng như là cổ phiếu. DRI chính thức là mất đúng không? Đó anh chị, đây. DRI mất vùng 15, đấy cũng là một cái tín hiệu rất là nguy hiểm. Và khi mất vùng 15 thì ngay lập tức nó đạp về vùng hỗ trợ gần nhất, đó là vùng 13. 13 hồi thì nó có thể kéo lại lên được mắc ở khoảng quanh vùng 15.5 đến vùng 16 và khả năng sẽ chỉnh cung lại ở đây và sẽ đánh giá thêm. Về quan điểm kỹ thuật là khi cổ phiếu bị rơi khỏi vùng hỗ trợ, đấy, khi nó bị mất vùng 15.5 thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật xấu, và khi cổ phiếu nó bị như vậy thì chúng ta phải ra bớt hàng. Còn bớt bao nhiêu thì đấy là tùy các anh chị. Đó. Ra làm sao để chúng ta cảm thấy yên tâm, ra làm sao để mà thị trường nó có thể là cổ phiếu nó làm 5 cây sàn chúng ta vẫn bình thản, chứ còn nó mà cứ ôm phun xong nó làm cho đến cây thứ 3 là bắt đầu ngáo ngơ, sang cây thứ 4 là bắt đầu thơ thẩn, xong đến cây thứ 5 là ói hết hàng, xong đến cây thứ 6 thì nó tăng trần. Đấy, những anh chị em nào đấy, hôm nay thoát thân gọi là cắm đầu cắm cổ để thoát sàn FLC hay ROT chẳng hạn đó, thì đấy, hoặc là AMD ví dụ như vậy, thì đấy là những cái trường hợp mà chúng ta không chủ động được gọi là tâm thế và vị thế của chúng ta ở trên thị trường, nên chúng ta hành động một cách vô thức. Và khi thị trường nó đạp cho chúng ta một nhát thì chúng ta hoảng loạn ngay. Đó. Và muốn không hoảng loạn thì đầu tiên là phải rèn luyện kỹ năng chạy, và chúng ta giữ lại một phần cái tỷ trọng vừa thôi. Đó, thì khi thị trường ví dụ như là chúng ta có 1 tỷ đúng không ạ? Và chúng ta bán đi, chúng ta giữ lại cổ phiếu còn 200 triệu thôi, 200 triệu tiền ở trong cổ phiếu. Giả sử nhịp vừa rồi nó đạp âm 30%, 30% của 200 triệu nó sẽ tương đương với lỗ khoảng tầm 60 triệu. Lỗ 60 triệu trên tài khoản 1 tỷ thì chúng ta sẽ cảm giác và nhẹ như lông hồng, đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta ôm full cổ phiếu mất 30%, tức là chúng ta mất 300 triệu, nó đau cho các anh chị. 1 tỷ mà nó thiến 300 triệu nó đau lắm. Đấy, phải các ông đừng có nói phét là không đau. Các ông cứ phải mấy ông thầy mà ông đứng trên ông bảo cứ thế này cứ thế kia, nhưng mà phải đứng vào trong cái vị thế của nhà đầu tư. Khi chúng ta kiếm được những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt để chúng ta đưa lên thị trường chứng khoán mà nó thiến như vậy, nó đau lắm. Đau như cắt, nước mắt đầm đìa giống như kiểu hịch tướng sĩ. Đấy, của Nguyễn Trãi ngày xưa ấy. Đấy. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa luôn, ngay luôn, chứ các thầy đừng có phán là không thế này thế kia, nhưng chỉ điều quan trọng nhất mình muốn nói với các anh chị đó là để chúng ta không bị dính những cái tình huống đó thì chúng ta phải đảm bảo luôn luôn cân cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu ở từng thời điểm, và khi nhận diện thấy cổ phiếu nguy hiểm là phải chạy. Đó, nhấn mạnh như vậy. Ở danh mục dệt may chúng ta sẽ xem là VGT xem. Đấy, danh mục dệt may thì trong lịch sử quá khứ chúng ta có phân tích cái vùng 29.5 đến vùng 30 ở đây vẫn là vùng kháng cự tương đối mạnh của cổ phiếu này, và đạp một lần, hai lần và đến lần thứ ba vẫn bị thất bại luôn ở vùng này.
Ngắn hạn thì nó chỉ còn lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, và lực đánh tức là cạn cung cầu như này nó khó tăng lắm các anh chị, khó tăng lắm. Cạn cung cầu đây này, các anh chị nhìn này, sau một lực đạp rất mạnh này, nó cạn cung cầu. Thì nó cạn cung cầu thì nó sẽ có những cây long lên, rồi sẽ có những cây đạp xuống, rồi có những cây long lên, tức là đây là những cái giai đoạn co giật. Đây co giật đấy các anh chị này. Hôm phiên ngày thứ 5 là giật tăng, phiên ngày thứ 6 là nó giật hết luôn. Có thể sang phiên ngày thứ 2 nó giật tóm phát nữa là thôi rơi về nền ở đây. Thì đấy là những cái phiên co giật. Và sau những cái phiên co giật này thì thị trường cổ phiếu nó mới bắt đầu có những cái tín hiệu xác nhận tạo nền tạo đáy ở trên những cái cơ sở kỹ thuật mà chúng ta dựa thêm một vài các cái chỉ báo kỹ thuật để chúng ta đánh giá xem là cái khả năng bật của VGT ở vùng 23.5, vùng 24 như thế nào. Cổ phiếu TNG thì cũng như vậy thôi, nó cũng đang giao dịch khá giống VGT. 29.55 đang là hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây. Nhìn lực cầu này thì cũng khá để khó mà cổ phiếu bật ngay trở lại được đâu, và chúng ta sẽ cần thêm những cái đánh giá về tín hiệu kỹ thuật, cái tín hiệu tích nền thêm đó thì chúng ta mới đánh giá thêm được. Cổ phiếu TDT, nhìn về TDT ở đây thì nó cũng đang bị rơi khỏi mất cái nền hỗ trợ kỹ thuật của nó đây. Nó long lên thì nó trả cung, chắc chắn là nó sẽ quay lại test lại ở đâu đó khoảng quanh vùng 12.5 rồi mới đánh giá thêm được, chứ còn hiện tại như thế này thì cũng xu hướng là chưa ổn lắm. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu về vật liệu để chúng xem nào. Hiện tại là chúng ta đang theo KSB. Thì KSB, sau khi mà KSB bật lại lên được khoảng vùng 50 đến khoảng vùng 53 thì cổ phiếu này đang chỉnh cung quay trở lại đây. Vùng hỗ trợ kỹ thuật của KSB, vùng 38.5, vùng 40 bật rồi, và sau hai cái bật thì xu hướng nó lại test lại vùng 42 và trả cung vùng 42 ổn định, thì các anh chị có thể cân gom thêm. Hiện tại thì lực đánh và dòng tiền của KSB thì khả năng nhìn xu hướng này thì đánh giá khả năng đi tiếp của KSB là ổn. MPLC cũng như vậy, nó đang có mà sau một cái giai đoạn nó tích ngang ở vùng 39 đến 40 thì nó đã break vùng 45, đánh lên vùng 52, và sau đó thì nó đang có những cái nhịp mà quay trả lại cung ở vùng 45, tương đối nhìn như này tương đối đẹp. Sang tuần tới thì cũng đang kỳ vọng là cổ phiếu PLC có thể đánh break được vùng 52, và khi break vùng 52 này thì nó sẽ xác nhận cổ phiếu đi tiếp, và các anh chị có thể tính toán để chúng ta gom thêm. Ok rồi các anh chị, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích danh mục mã cổ phiếu Penny. Danh mục mã cổ phiếu Penny, đúng không ạ? Thì các cái mã cổ phiếu Penny á, thì nó sẽ ít bị phụ thuộc vào cái câu chuyện là downtrend hay uptrend của thị trường chung, mà cơ bản là nó sẽ phụ thuộc vào những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó. Đó, chính vậy nên là cái dòng này thì cũng là một cái dòng mà chúng ta tùy thôi các anh chị, những ai mà yêu thì đánh, mà những ai mà không yêu thôi, chúng ta có thể không cần phải xem cái dòng này. Nhưng mà trong những cái lịch sử mà chiến trận mà ông Lê tham gia thì ông thấy rằng dòng PEN là một cái dòng ông rất yêu thích, không hiểu vì sao. Rồi DLG đó, vùng hỗ trợ kỹ thuật đây, DLG cũng đã bị ép về vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối là tốt rồi đấy. Vùng 6 này là vùng ổn rồi đấy. Từ vùng 11 mà ép về 6 là cũng 50% rồi, ngon rồi. Như vậy thì trong phiên giao dịch của ngày hôm qua thì DLG chính thức là đảo pha đó, bật lại trên vùng 6.5 cộng. Hiện tại thì vùng 6.5 có thể xác nhận là vùng hỗ trợ kỹ thuật của nhịp này rồi, và biên của nó là biên 7 đến 7.3. Trong phiên ngày hôm nay thì cũng có khuyến nghị là chúng ta gom thêm được. Sang tuần tới thì hiện tại là bây giờ cái lực cầu nó đang bị thấp này, nên là nó đang có xu hướng, tức là nó sẽ có những cái điểm long lên đấy các anh chị, sau đó nó sẽ trả cung. Vòng đang kỳ vọng là có thể cân thêm DLG ở quanh 7 hoặc là thậm chí là vùng 6.5. Đó, tức là sau một cái mô hình mà nó test, gọi là nó hồi lên thì nó sẽ chỉnh cung lại, và chúng ta sẽ kỳ vọng cái điểm chỉnh cung đó để chúng ta gom thêm. Cổ phiếu TTF TTF rồi, nhịp chỉnh cung này của TTF thì cũng được đánh giá, đang được đánh giá là tích cực ở khi mà cổ phiếu này không bị thủng vùng 13. Nó đã có một nhịp hồi lên, và sau nhịp hồi lên này thì xu hướng là nó sẽ quay lại kiểm tra lại cung cầu. Khỏe thì nó sẽ kiểm tra ở khoảng quanh vùng 13.5. Còn nếu mà yếu hơn thì nó sẽ quay lại test 13 trước khi mà nó có thể quay lại một cái nhịp phục hồi ở đây.
Kháng cự thì đương nhiên rồi, các anh chị nhìn thấy đây này, kháng cự là 15 rồi. À, bung được 15 thì có vùng 15.5 và vùng 16. À, còn TTF ở trong thời điểm hiện tại chúng ta đang nhìn về một một cái hành trình nó tương đối dài hơi hơn, thì không biết là nó có xảy ra được hay không. Và chúng ta sẽ đánh giá thêm, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây cũng là một, các anh chị nhìn thấy đây nhé, điểm này là điểm xuất phát này. Thì TTF đang lườn khườn đi theo này, và đây nó cũng TTF ở trong quá khứ nó cũng có một cái điểm xuất phát ở đây. Nó lườn khườn ở đây. Và sau những cái điểm lườn khườn đó thì nó có tăng, đúng không? Các anh chị có thể nhìn thấy tăng đây, và sau những cái điểm tăng đó thì TTF xuất hiện một cái lực chỉnh. Lực chỉnh ở đây cũng có thể coi là cái lực rũ hàng. Thì soi ngược về quá khứ thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đấy các anh chị, nó rũ hàng thì nó rũ như thế nào? Tức là nó rũ về bằng ngang cái điểm mà đảo đánh tích lũy ở đây, đó là khoảng quanh vùng 10. Đó. Vậy thì nhìn về mặt ở bên này thì sao? Thì cũng có thể là TF sẽ cần phải có một cái nhịp rũ hàng, và nhịp rũ hàng đó thì nó áng áng ở một cái điểm gom, một cái điểm trung ở đây, đó là đang dự kiến thôi. Đấy là theo cái góc nhìn xa xa của người như vậy. Quanh vùng 11.3 đến khoảng vùng 12, đây là cái vùng dự mà sau khi mà TTF đạt ở khoảng vùng 16 thì khả năng ông sẽ chỉnh và tích lũy về đây. Đó, nó tích lũy ổn định rồi thì bắt đầu ở bên này nó mới bật một cái sóng tăng, bên này nó mới mạnh này. Đó. Thì đấy là dự về tương lai thôi các anh chị nhá. Đó, thì các anh chị nhìn đây. Đó, nó bật một, sau khi đó nó bật một con một trend khoảng từ vùng 10 lên khoảng vùng 30. Đó, đây, liệu có cái này hay không thì các anh chị chờ thêm, và các anh chị có thể ghi chép lại những cái yếu tố này, và sau đó chúng ta sẽ đánh giá lại nó ở trong tương lai. Ok các anh chị. Rồi, dòng tiếp theo là KSQ. Thì KSQ cảnh báo cho các anh chị vùng 10.5 là kháng cự rồi, có chịu khó mà chạy đi, đúng không ạ? Rồi bây giờ nó về đến đây là vùng 6 này, hỗ trợ đẹp này. Biên hỗ trợ kỹ thuật của nó 6.5 đến vùng 7 cũng tương đối đẹp này, nhịp này thì nó sẽ kéo. Khả năng với hai cây như này thì nó sẽ kéo tiếp một cây nữa, sẽ chạm vùng 7.7 đến vùng 8. Sau đó nó sẽ chỉnh cung và sẽ quan sát thêm cái nhịp chỉnh cung này để chúng ta canh gom thêm ở bên này này, thì chúng ta mới đánh được cái trend kỹ thuật dài này. Trong trường hợp nó tích nền ở vùng 6 ổn thì đấy mới đánh được, chứ còn nếu mà tích nền ở vùng 6 mà chưa ổn thì chưa đánh lại được. Cổ phiếu PVL, mọi người nhớ lại là có phân tích cho các anh chị một nhịp hồi ở vùng 20. Chỉ có điều là chúng ta có chạy hay không thôi, chứ còn ở, kể cả các anh chị mua ở đây vùng 20, nhưng cái vùng 15, 14, 15, 16 đây chúng ta có phân tích để chúng ta gom thêm, thì lên đến đây chắc chắn các anh chị lãi rồi, chứ không có lỗ nữa đâu. Đó, chắc chắn lãi luôn, chứ không có lỗ. Thì trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này bị mất vùng 14. Và khi Hùng có nói rồi, tức là sóng xê chỉnh nó vẽ ở đây rồi, nó viết ở đây rồi. Mất vùng 14 thì nó sẽ hình thành một sóng xê chỉnh. Và cái đáy của sóng xê chỉnh là phải xác định xấu nhất là về vùng 8, còn không sẽ là vùng 8.5 đến 9.7, đúng không anh chị? Đấy, các anh chị nhìn thấy đây. Cây này nó nhúi về 9.3. Đó, 9.3. Đó. Vậy thì đây là những cái vùng mà chúng ta phân tích dự báo để làm gì? Để chúng ta cầm lại thì chúng ta phải chấp nhận là cổ phiếu nó sẽ khả năng sẽ đi về đấy. Hoặc là nếu chúng ta dự kiến mua thì về đấy chúng ta bắt. Đó, rồi. Thì hồi như thế này thì hồi lên được khoảng tầm vùng 14 các anh chị. Hồi lên vùng 14. Rồi hồi đến vùng này khả năng anh chỉnh tiếp. Chỉnh nó sẽ chỉnh như thế này. Rồi chỉnh như thế này để chúng ta đánh giá thêm. Đó, trong trường hợp là cổ phiếu này hoàn toàn có chỉnh lại về 8. Đấy là câu chuyện rất bình thường. Nên là gì? Nên là chúng ta phải rất nhanh tay, rất tỉnh táo. Đấy. Chứ còn có nhiều người bảo là em ngủ quên mất anh ạ, đến 2 giờ em mới dậy. Thế thì chúng ta xem chứng khoán là cái gì? Chúng ta xem chứng khoán là một cái nghề phụ, hoặc chúng ta xem chứng khoán nó là một cái gì đấy chúng ta bỏ tiền vào đấy, được không được thì thôi. Đó, vậy thì khi chúng ta có tư tưởng đó thì khuyên các anh chị cầm tiền về tài khoản banh đi. Đừng có để chứng khoán mất hết, không mất nhịp này thì mất nhịp khác. Ok, chúng ta sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu của anh Quyết coi. Đầu tiên mã cổ phiếu Ha. Thì Ha cũng đã ép về vùng hỗ trợ trong phiên giao dịch ngày hôm qua, thì Ha bắt đầu đảo chiều vùng 9 đến vùng 9.5. Đây là hỗ trợ các anh chị này. Thì kết hợp giữa hai yếu tố, thứ nhất là cổ phiếu bị ép về gần hỗ trợ mạnh, và thậm chí ở đây nó có hỗ trợ 8 nữa, hỗ trợ 8 thì nó mạnh hơn. Đó, cổ phiếu ép về hỗ trợ mạnh, và khi ép về hỗ trợ mạnh rồi thì nó có lực ăn sàn,
lực ăn sàn rồi thì đấy là những cái thời điểm mà nếu kẹp hàng thì chúng ta có thể canh bắt đó, chúng ta đảo hai cây là ngon rồi, ví dụ như thế. Thì hai nhịp này á nó cũng chưa kéo được ngay đâu, đấy nó sẽ có kháng cự 11 ở đây, khi đập lại kháng cự 11 thì nó sẽ chỉnh cung. Và chúng ta sẽ đi phân tích thêm cổ phiếu thứ hai, đó cổ phiếu AMD. Thường xuyên phân tích và hay khuyến nghị anh em, bởi vì là nắm cái tạo lập của những mã cổ phiếu này mình hay phân tích nên là thành ra là mình nắm được ý đồ. Thì đối với AMD trong phiên giao dịch ngày hôm qua, AMD ép về hỗ trợ đây, các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Đây 5.6 đến vùng 6 là hỗ trợ kỹ thuật tương đối đẹp của AMD trong thời điểm hiện tại, ổn. Và sau đó thì AMD bắt đầu ăn sàn, đấy là thời điểm mà chúng ta bắt sàn theo theo gì ạ? Theo các anh lớn. Rồi phiên này T0, T1 chắc chỉ đến T3 thôi là anh quyết anh ấy lại nhào cho một nhát, tức là có thể kéo lại về đây vùng 7 kháng cự đấy các anh chị này, rồi chỉnh cung. Ở chỉnh cung xong thì cổ phiếu AMD sẽ giao dịch theo cung cầu cân bằng. Các anh chị hiểu thế nào là cung cầu cân bằng ạ? Tức là nó không kiểu kiểu như thế này mà nó sẽ kiểu như thế này, và trên cơ sở những cái cung cầu cân bằng đó thì việc đánh giá bằng phương pháp phân tích kỹ thuật nó sẽ rất là ok, rất là dễ để chúng ta làm. KLF cũng là một cái mẫu hình mà để giúp cho chúng ta nhận diện, giúp cho chúng ta nhận diện các anh chị, nhận diện cái sự nguy hiểm, ví dụ như thế. Đó, nhận diện cái sự nguy hiểm. Đây các anh chị này. KLF là vì các anh chị ham vui quá thôi. Đó. Sau khi mà nó đạt 11 á thì cái phiên này là một cái phiên gì ạ? Phiên này chính là một phiên mà ông bị yếu rồi. Xong phiên này thì ông yếu hẳn luôn thì chạy đi chứ còn gì nữa, mà nó đang ở trên đỉnh cao như thế này các anh chị, mà nó bị đạp hai phiên mà không chạy. Đó, đến phiên thứ ba thì chạy làm sao được nữa, thì đấy tin nó ra rồi. Đấy, các cái thằng to, các cái thằng khôn nó chạy hết hai phiên này, thậm chí phiên này nó chưa chạy đâu, phiên này nó chạy này. Đó, bởi vì sao? Bởi vì mất 10 đấy, xong đấy lại cổ phiếu bắt đầu tụt tham thế này mà không ra thì trách ai, và đến đoạn này thì lại phải tham lam này. Đấy, nó đang sàn, xong nó ăn, bắt đầu nó ăn hết sàn. Đó, chúng ta bơi theo tí, xong đó nó đẩy xanh nhẹ lên. Đó, nó đẩy xanh nhẹ lên, ví dụ như đẩy xanh lên vùng 5.4, ta ăn thêm tí nữa. Đó, xong đó nó đẩy xanh lên khoảng vùng 5.6, ta ăn tí nữa. Đây T0, T1, T2. Như vậy T3, thứ hai tuần về, thứ hai hàng về quanh 7 đẩy. Bởi vì con này nó cũng chưa chạy ngay được đâu, khả năng là nó sẽ về quanh 7 rồi nó sẽ đạp một nhịp nữa ở đây, và sau đó thì cổ phiếu quay về lại trạng thái cung cầu cân bằng. Đấy, cách thức tiếp cận như vậy thôi. Rồi, QBS sẽ phân tích tiếp và sẽ phân tích nhanh. Thì QBS cũng ép về gần vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây, đó là vùng 4.6 đến khoảng vùng 5 đây các anh chị, và bắt đầu lực cầu thay đổi. Và nó cũng sẽ có một lực hồi này thì dự kiến mắc ở khoảng vùng 6.7 và sẽ chỉnh cung. Bộ tứ thì có VHG phân tích rồi, KSH ngày hôm nay cũng đầu tiên là sàn, sau đó thì đẩy lên được vùng 5 và sau đó thì lại tụt về gần sàn. Như vậy là nếu như tỉnh táo nhanh thì chúng ta cũng đảo được khoảng tầm 15% các anh chị, 5-10%. Bây giờ thì KSH như thế này rồi thì chúng ta phải chờ tuần tới thôi để chúng ta đánh giá thêm cái mức độ tích lũy nền ổn định ở quanh vùng 4.2 đến vùng 4.5. Thậm chí là có thể sâu hơn ở đây là vùng 3.5. Đấy, khả năng là nhịp này có thể là sẽ về khoảng 3.5 rồi sau đó thì chém cá thôi. Bây giờ muốn về bờ thì chúng ta chỉ chém cá thôi, bởi vì KSH đang giao dịch bình thường và bây giờ nó hạn chế xuống còn một phiên nữa cuối tuần. Rồi, CDO cũng đã có một cái lực chỉnh tương đối là mạnh và trong tuần vừa qua thì nó ép về đến tận vùng ở đây là vùng 5 đến vùng 5 chấm vùng 5 đến vùng 5.6 và hiện tại thì cũng đang có hai cây hồi, và hai cây hồi này thì dự kiến mắc sẽ ở quanh vùng 7 và nó sẽ quay lại nhịp chỉnh cung, và nhịp chỉnh cung này thì sẽ đánh giá thêm về mặt cung cầu cân bằng của CDO ở đây, và có cân bằng như thế nào hoặc là có những cái tín hiệu kỹ thuật ổn thì khi đó mới khuyến nghị anh em chiến đấu. Fit cũng trong tuần cũng ép tương đối là sâu. Fit có vùng hỗ trợ ở đây 5.5 đến vùng 5.8, thậm chí là có thể 5, nhưng mà trong tuần vừa qua thì nó đi về đến khoảng tầm 6 thôi, thì nó cũng đang có lực hồi. Lực hồi này thì cũng đẹp rồi, nhưng chưa chạy ngay được đâu, nó sẽ quay lại vùng 6.6 đến vùng 7 và chúng ta sẽ đánh giá thêm, làm việc thêm ở cái thời điểm khi cổ phiếu chạm vào đây. OGC trong tuần vừa qua cũng đã bị ép cung tương đối là mạnh,
cổ phiếu này đã có những cái thời điểm rơi về quanh, rơi hẳn về dưới 8. Nhưng kết phiên thì cổ phiếu đã lấy lại được trên vùng 8 cộng. Thì đối với OGC, OGC thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở quanh vùng 8 cộng ở đây để chúng ta đánh giá. Lực hồi này thì đang đưa cổ phiếu về khoảng quanh vùng 9 đến khỏe nhịp, mà khỏe thì khoảng vùng 9.2, và dự báo thì nó cũng sẽ đi về một nhịp test tả lại cung, và biên kỹ thuật của nó là vùng 8.2 đến vùng 8.5 thì sẽ phải đánh giá thêm. Đó, phải đánh giá thêm vùng này, ổn định, cung cầu ổn định, cầu ổn định, tín hiệu hồi, đúng không ạ? Nến đảo chiều rồi vân vân và vân vân, nói chung nó hội tụ nhiều yếu tố lắm. Thì cái đó mới khuyến nghị chúng ta chiến đấu. Còn hiện tại là đưa cho các anh chị một cái gì ạ? Một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta nắm được, Rồi JVC cũng như vậy, JVC đã có hai cây trần, một cây trần và một cây gần trần, nói chung hôm nay gần trần. Thì nó cũng sẽ hồi lên được khoảng phiên thứ gọi là T3 đấy, đó là phiên thứ hai. Sau đó thì JVC có xu hướng sẽ chỉnh cung quanh vùng 8.7 đến vùng 9, thậm chí sâu hơn là chúng ta phải đánh giá ở vùng 7.7 và biên 8 đến biên 8.2. Đây là sẽ là những vùng mà JVC sẽ xây lại nền, và từ cái vùng xây này cung cầu ổn định, sau đó sẽ phân tích thêm. Những khả năng JVC nhịp này sẽ bắt đầu phục hồi đó. HSL đó, target 12. Hiện tại thì HSL đã chỉnh cung, và thứ nhất này, chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta đều hiểu rằng nó có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 9 này, sau đó vùng 9.2 và 9.6. đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà các anh chị có thể canh gom để có thể phân tích đảo hàng ở nhịp này. Về mặt ngắn hạn thì có thể kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ hồi lên khoảng vùng 11 đến khoảng vùng 11.2. ở vùng này thì chúng ta sẽ đảo bớt hàng đi đó, mua hàng ở vùng thấp và chúng ta đảo hàng ở vùng cao. Cổ phiếu HQC HQC cũng đã gặp một nhịp ép tương đối là lớn, và nó ép về đây là đẹp này. Về ép tí nữa thì đẹp về quanh 6, xong đó kéo lên và tích lũy ở nền 6 cũng được, nhưng mà nhìn thế này thì cũng được rồi. HQC đã có hai cây hồi, sau hai cây hồi đó thì có thể phiên ngày thứ hai nó sẽ kéo thêm một nhịp lên quanh 8, nhưng sau đó thì nó sẽ đi vào dự báo là một nhịp chỉnh cung. Thì biên chỉnh đầu tiên chúng ta sẽ tính toán đến là 7.45 đến 7.7, và thậm chí sâu hơn nó sẽ quay về vùng 7, và ở đây đó là vùng 6.7. đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta dự kiến để chúng ta bắt lại HQC. Và thông thường các anh chị sẽ hiểu một cái nguyên lý đó là gì, đó là sau khi cổ phiếu nó sẽ lên này, đây là một vẽ sơ sơ như thế thôi đó, rồi nó sẽ tụt này đó, rồi nó sẽ lên này, rồi nó sẽ tụt này đó, nó sẽ đi như vậy, nó sẽ đi lừng khừng như vậy cho đến một cái lúc nào đó mà cái điểm tụt này bắt đầu nó nâng dần lên đó, và lực cầu của HQC sẽ quay trở lại 25 triệu cổ phiếu, và nó đánh out khỏi cái vùng ở đây, đó là nó đánh out được khỏi cái vùng 7.7 đến vùng 8 lần 2 đó. Ví dụ đây nó chém bay 8 ở đây, thì khi đó sẽ là những cái điểm mua, gọi là những cái nhát kiếm cuối cùng, nhát kiếm quyết định. Còn bây giờ hiện tại là chúng ta đang thăm dò đáy các anh chị, thăm dò đáy thì chúng ta túc tắc vậy thôi, phiên nay mua rồi phiên mai mua đó, nói chung là chúng ta ke quanh những hỗ trợ đấy để chúng ta mua. Rồi HHS ở đây, cũng đã có một lực hồi và nó đang quay lại test cung, điểm test ở khoảng vùng 10 hoặc thậm chí sâu hơn. Các anh chị có thể ke lại những cái điểm test kỹ thuật quanh cái vùng mà nó vừa mới tạo ra đây, tức là khoảng quanh vùng 9.5, đấy là những cái điểm test kỹ thuật sâu hơn có thể có. Phân tích luôn thằng ITA, nó cũng gần gần với thằng HHS. Thì ITA nó ép cung tương đối mạnh ở vùng 12.5 đến vùng 13. Đây nó chạm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây. Và phiên ngày thứ tư thì ITA nó có một tín hiệu đảo chiều, như vậy là tốt rồi. Trong tuần tới thì ITA có thể xây lại thêm biên 14.5 đến khoảng quanh biên 15, và biên này ổn định. Nói chung biên này ổn định thì đánh giá thêm một cái lực phục hồi kỹ thuật của ITA có thể đâm lại ở quanh vùng 17. Đó. Phải từ từ thôi, xây lại. Cổ phiếu STM hiện tại cũng đang tương đối hay. STM tương đối hay. Gặp lại vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây, vùng 4.
vùng không vùng 5 đến khoảng vùng 5.2, và biên trên này của nó là vùng 5.5, thì trong tuần là có một cây suýt soát chạm 5.5 đây. Cái gì nhìn bên này thì chúng ta chiều sang bên này thôi. Nó hồi thì dự kiến hồi này nó sẽ chạm lại đây này, vùng biên 7 đến 7.35, và khả năng từ biên này thì FTM bắt đầu quay lại một cái nhịp test lại cung ở đây. Và cung cầu ổn định bình thường ở cái biên test cung này thì chúng ta sẽ phân tích và chúng ta sẽ canh gom thêm. Sẽ chờ, nói chung là sẽ chờ đánh cơ bản là nhóm ngành cổ phiếu penny ấy, thì cũng sẽ phải chờ test cung trở lại rồi khi đó mới đánh giá được chi tiết hơn cái khả năng phục hồi. DST ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật 11 đến 11 chấm đến khoảng vùng 11 chấm chấm 5, 11 đến 11 chấm 5 đây. Kháng cự của nó ở vùng 14. Nhưng nhịp này thì lại hồi lại quanh vùng 14 và chú ý cái vùng kháng cự này. Bắc Việt sau khi chạm 10 thì đã bị ép xuống tận vùng 6, như vậy mất khoảng tầm 40%. Nhìn về Bắc Việt ở trong thời điểm hiện tại thì đây đang là nhịp sóng hồi, nhưng nhịp sóng hồi này thì theo quan điểm kỹ thuật cùng là nó sẽ trả cung, và chúng ta sẽ đánh giá thêm ở nhịp trả cung 6.5 đến vùng 6.8, thậm chí có thể đánh giá lại quay lại ở quanh vùng 6, vùng 6 hoặc là sâu hơn có thể vùng 5.3 đấy các anh chị này. Nó có hỗ trợ kỹ thuật ở đây, tức là nó cũng kiểu đi đi theo cái kiểu như này, sau khi nó chỉnh nó phải đi lõm lõm ở đây này. Đó, nó đi vòng vo ở đây rồi xong đến bên này nó mới xây dựng, đó, nó mới xây dựng lại được một cái con sóng kỹ thuật ở bên này, thì khi đó chúng ta lại đánh giá thêm. Đó. Tức là nhiệm vụ là mình sẽ đưa cho các anh chị một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để các anh chị ke ở quanh đó và đánh giá. Đó, theo dõi. Thì đối với TTB trong tuần vừa qua nó chạm vùng 9.5 hỗ trợ kỹ thuật và sau đó biên ở đây biên 10 10.4, hiện tại đã có hai cây lực hồi tương đối tốt, dòng tiền tương đối ổn định trên 4 triệu cổ phiếu. Thì với lực đánh này thì TTB lại tiếp tục quay lại vùng 13, khỏe hơn vùng 14. Đây là những cái vùng target mà trong quá khứ chúng ta phân tích ở đây, thì chú ý để mà có hàng thì canh mà chốt. Đó, đừng có nắm giữ lại một cách gọi là hay hay nói gọi là vô thức, tức là chúng ta cứ bảo là chúng ta gọi là tôi đầu tư trung hạn hay dài hạn hay cái gì gì đấy. Nhưng mà bản chất là khi cổ phiếu nó gặp tín hiệu nguy hiểm thì đấy là thời điểm mà chúng ta cần phải xử lý. Đó, nôm na vậy thôi. Em Fit. Fit cũng là một trong những cái mã ngành cái tính đầu cơ của nó tương đối là cao. Thì đối với Fit, đây các anh chị nhìn đây, biên 128, biên hỗ trợ 12 thì chưa về đến, nhưng mà biên 128 này và sau đó thì chúng ta đánh giá biên 13, 13 năm. Nó đã có một lực hồi này thì có thể nó sẽ phiên ngày tuần tới nó sẽ quay trở lại test lại ở quanh vùng 10 13 133 đây này, nó sẽ trả lại đây. Nói chung nôm na vùng 128, 13, 132, những cái vùng này có thể túc tác gom. Đó, lên đến vùng 16, 17 trên này thì bán này, mang hàng nào mà bán này. Con fit này thì cũng gần như là chúng ta đánh chưa khi nào chết. Bắt khá là chuẩn. Còn trong trường hợp nếu như nhịp này mà chúng ta bắt ở 12, 12, 8 mà sau đó nó phá vỡ vùng 12 thì nhịp này chúng ta thua rồi. Còn nhịp này chúng ta bắt tốt này, được này, nhịp này chúng ta cũng bắt được này. Còn nhịp này thì đang bắt. Đó. Còn đúng sai thì phụ thuộc vào cổ phiếu, phụ thuộc vào thị trường, không ai có thể biết trước được. MBG tốn nhiều giấy mực thế nhỉ? Đấy, lên nhịp này nó đánh lên được 17.5 18 rồi mà không bun lên phát lên 20 cho anh em chốt cái cho nó sướng cái tay. Và sau đó thì cổ phiếu này canh lại chỉnh chỉnh lại thì bây giờ như thế nào đây, như thế nào đây, 12 12 xong đó biên kỹ thuật là 12 3 đến khoảng 13, như vậy là cổ phiếu này sẽ có xu hướng quay trở lại kiểm tra cung cầu, bởi vì là cầu thấp như này thì chưa bật được đâu. Đó, cầu thấp nó phải đi khoảng tầm độ 4 5 phiên của tuần tới, tức là có khi là trước Tết là chưa đánh được rồi. Đấy, bởi vì 4 5 phiên thì hết hết Tết mất rồi, đến Tết mất rồi. Đó thì nó sẽ tích lũy ổn định ở đây và sẽ có một phiên quay trở lại lực cầu khoảng tầm trên 4 triệu cổ phiếu hoặc là 3 triệu rưỡi đi, 3500. 3500. Đó, trên 3,5 triệu cổ phiếu và cổ phiếu bật phát tăng lại ở quanh quanh vùng 14 14 năm ở đây thì đấy là tín hiệu xác nhận cổ phiếu bắt đầu đánh một lực hồi T và đấy là cái điểm mua cuối cùng. MDL1 ở đây thì có vùng hỗ trợ 11, 11, 2. Đó, nó hồi lên rồi nhưng nó sẽ quay trở lại test cung. Như vậy là tuần tới thì các anh chị có thể quanh ở vùng 11, 10, 11, 5 này, 11, 3, 11, 2. Nói chung nôm na ở cái vùng hỗ trợ gần gần đây.
Rồi lại bắt thêm. Cổ phiếu ABS đang ép lại về vùng hỗ trợ tương đối đẹp. Đây là những cây nến mà nó đang xác nhận rằng cái xu hướng của ABS có thể quay trở lại phục hồi. Nó đánh lại được vùng 22.5 đến vùng 23. Đây là cơ sở rất là quan trọng. Các anh chị mà đang chuyên đánh về ABS có thể gom gom thêm. Và với một cái lực phục hồi thì tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm có những phiên mà cầu vào 2,5 triệu cổ phiếu. Và giá tiếp tục tăng vượt thoát lên được khoảng trên vùng 24 thì như vậy là xu hướng cổ phiếu sẽ quay về khoảng vùng 28 28.5 vùng 29 30 ở đây. Đây là những cái vùng hỗ trợ vùng kháng cự ngắn. Cổ phiếu TSC, đây các anh chị này, chỉ cho các anh chị này cái tín hiệu kỹ thuật nguy hiểm của nó đây. TSC 4 cây công kháng cự vùng 20.5 mà không công ngược, không thủng được thì đây là tín hiệu gì ạ? Tín hiệu nguy hiểm. Tín hiệu nguy hiểm thì sao? Thì chúng ta có thể chốt bớt đi khoảng 50%, chúng ta có 10.000 chúng ta chốt đi 5.000, chúng ta có 100.000 chúng ta chốt đi 50.000. Còn 50.000 còn lại thì để làm gì? Để chúng ta quan sát tiếp, đúng không ạ? Trong trường hợp nếu như cổ phiếu bật lên được khoảng vùng 22.5 thì ok, như vậy là chúng ta vẫn còn 50.000 để chúng ta nâng được cái target cao hơn. Nhưng trong trường hợp ngược lại thủng vùng 20, cổ phiếu bị đạp mạnh đó và bị mất cái chân rết ở dưới này này, và thậm chí nôm na là ví dụ nó đang như này xong nó đoàng đoàng phát nó phi thủng vùng 18.5 thì thôi, chạy chạy cho nó nhanh, chạy cho nó mạnh và chạy cho nó gọi là đừng có ngoảnh mặt quay lại nhìn làm cái gì nữa. Bán xong có thể cổ phiếu tăng trần kệ nó, tôi không quan tâm, đúng không? Tôi chỉ biết là gãy 18.5 đó, tôi còn lại 50% cổ phiếu rồi tôi táng nốt. Ông nào ăn được thì ăn, tôi ăn thế được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì TSC chúng ta có phân tích ở những cái vùng hỗ trợ rất là thấp ở dưới này cơ mà, 13.4 đến vùng 14, đấy là những vùng giá vốn rất là tuyệt vời. Đó thì lên đến trên này thì ham vui quá, mà đây là những cái người ham vui nó nằm ở đây này. Đó, mà ham vui quá là mệt đấy các anh chị. Rồi, BTN ở đây bây giờ đang dò lại vùng hỗ trợ kỹ thuật. Thực ra là khi tiếp cận đến BTN thì cũng đã có phân tích rồi, có thể vùng 5.5, vùng 6 và vùng 6.5, đây là những cái vùng mà dự kiến mà cổ phiếu này có thể quay trở lại về chỉnh cung đây các anh chị. Đó, chứ không phải là không không dự báo. Thì trong cái nhịp vừa qua thì nó break lên đến tận vùng 9, gần 9 rồi, nhưng mà sau đó thì nó trả lại hết nền. Tuần tới thì sẽ ở khoảng vùng 6 đến vùng 6.5. SRT vùng 11, vùng 10 bị chốt và đi về lại đây, nó là có hai vùng 6.5, vùng 7, vùng hỗ trợ sâu hơn của SRT là vùng 6. Nhịp này thì nó đang hồi nhẹ nhàng đó. Hồi nhẹ này thì có thể hồi lại lên vùng 9 và khả năng sẽ có một cái nhịp chỉnh cung ở đây. Ở nhóm penny thì tuần tới sẽ có một nhịp chỉnh cung, các anh chị yên tâm mình xem, và nó chỉnh toàn dòng chứ nó không phải chỉnh bất cứ một cổ phiếu nào đâu. CGV vùng 9 ở đây kháng cự đã chỉ rồi, tức là khi tiếp cận đến CGV là đã chỉ rồi, đúng không ạ? Chỉ ra đây là chỗ đấy là có cướp rồi. Và đây, nhịp này chính là nhịp mà nó cướp. Thì khi tiếp cận đến CGV, chúng ta chú ý biên hỗ trợ 6.6 7.2, biên hỗ trợ sâu đó là vùng 6, trong tuần vừa qua thì nó đi về tận vùng 6. Xu hướng kỹ thuật thì tuần tới nó sẽ quay lại test ở vùng 6.6, thậm chí là nó có thể quay về test nền. Thì căn cứ cái nhịp test chung của nhóm penny thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở đây. Mark ở trong tuần thì Mark đã bị mất cái vùng 9 ở đây, tức là vùng hỗ trợ kỹ thuật cũng tạm gọi là tương đối là quan trọng, thì nó sẽ về vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn đó là vùng 8. Về đến vùng này thì đang có một nhịp hồi, nhưng nhịp hồi này thì chưa đủ mạnh đâu các anh chị, nó sẽ quay lại trả cung. Và tuần tới thì sẽ phải đánh giá thêm em này ở khoảng vùng 8.4 đến khoảng vùng 8. Đây sẽ là những cái vùng mà Mark sẽ quay lại test lại cung cầu và đánh giá mức độ ổn định, và nó còn đi ngang trong một cái biên khá là dài đây đó, và đi ngang ổn định thì bên này sau những cái biên tích lũy này nó thì nó sẽ xuất hiện những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp chúng ta nhận diện cái xu hướng tốt hơn của đường Mark và cổ phiếu Mark. Ok rồi, như vậy là cổ phiếu tuần này thì sơ bộ cũng sẽ phân tích như vậy. Vùng đã có chia sẻ một vài các cái ý để cho các anh chị nắm được một cái cách tổng quan về cái sự khác nhau của thị trường chứng khoán năm 2020, năm 2021 và đặc biệt là tương lai của năm 2022. Nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, nó sẽ khó đánh hơn rất là nhiều, nó sẽ khó gặm hơn rất là nhiều.
đòi hỏi là chúng ta cần phải nâng cao thêm cái kỹ năng chiến đấu ở trên thị trường chứng khoán. Và một cái ý mình có chia sẻ trong bản tin đó là gì, chúng ta phải xác định bộ môn chứng khoán là bộ môn kiếm tiền, là bộ môn phải đầu tư, và phải Hùng hay nói vui với mọi người là phải ăn ngủ với nó, sống chết với nó. Chứ còn nếu như chúng ta xác định một cái tư tưởng là mua cổ phiếu xong rồi xong đó chúng ta ngủ đến 3-4 giờ chiều, hay là đổi lý do là tôi phải đi công việc này công việc kia, chúng tôi không theo dõi thị trường được, và khi quay lại thì cổ phiếu của tôi bị giảm giá mất rồi, vân vân, thì đấy là những cái lý do mà chúng ta tìm cách để chúng ta đổi lỗi, để chúng ta thoái cái trách nhiệm, tức là chúng ta sai nhưng chúng ta không dám nhận là chúng ta sai, chúng ta đổi lỗi cho những cái việc khác đó. Thì nếu như chúng ta đang ở trong những cái tình huống như vậy, hoặc đã từng có những suy nghĩ như vậy, chúng ta phải chỉnh ngay. Nếu mà không chỉnh thì ok, rút tiền về, chúng ta làm việc khác, chúng ta đừng có đầu tư chứng khoán, bởi vì lên thị trường chứng khoán nó là một cái thị trường rất là khó. Thời gian, công sức, tâm huyết nó nhiều thứ lắm, và thậm chí là nhiều người đầu tư rất nhiều nhưng mà vẫn không ăn nổi đó, chứ không phải đơn giản là chúng ta chỉ có mang tiền lên thị trường chứng khoán là chúng ta có ăn đâu. Ok, thì trong tuần vừa qua thị trường của chúng ta có nhiều cái biến động, chính vậy nên là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, thì Hùng Lê đã ra một cái bản tin, và bản tin đó thì đây Hùng sẽ bật trang kỹ thuật đến ngày để chúng ta nói. Hùng sẽ nói đến VN Index, và trong thời điểm khi mà cái thị trường trong phiên giao dịch của ngày thứ hai kết thúc, thì tại thời điểm đó thì Hùng bắt đầu đánh giá một cái kịch bản nó xấu hơn của thị trường, đó là index sẽ đi về vùng 1.440 đến khoảng vùng 1.445 điểm. Trong trường hợp thủng 1.440 thì index của chúng ta sẽ quay về vùng 1.420 điểm ở đây, và các anh chị có thể nhìn thấy đây trên trang kỹ thuật M5 quyển X. Đây là phiên giao dịch của phiên giao dịch mở tuần, thì cũng đã có dự báo là index của chúng ta sẽ test lại hai cung, đó là thứ nhất là vùng 1.490, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là ngay đầu phiên giao dịch là index test 1.490 và sau đó nó bật tăng. Điểm test cung thứ hai ở 1.490 đây nó bị thất bại, và tiếp tục test 1.480 bị thất bại, và khi vùng 1.480 bị thất bại rồi thì xong. Thì ngay cả trên cái bản tin tuần á, các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó là khi mà bản tin tuần video số 200 á, đó thì cũng có phân tích ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đây các anh chị này, đó ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật tuần, đó là index ở vùng 1.465 đến vùng 1.470 điểm. Và trên góc độ kỹ thuật thì phiên giao dịch ngày hôm nay, tức là phiên giao dịch của ngày thứ hai, thì index sẽ kiểm tra lại vùng 1.490, sau đó 1.480 đó, thì sau cái biên 1.480 và index của chúng ta bị thất bại ở vùng 1.480, sau đó tiếp tục thất bại tiếp ở vùng 1.465 điểm đến 1.470 đấy, nó tiếp tục thất bại ở điểm này. Và khi thất bại điểm này rồi thì tâm lý của nhà đầu tư gần như rất là hoang mang, chính vậy nên Hùng đã phải ra luôn một cái bản tin bổ sung đó, một cái bản tin bổ sung này. Thì index nó sẽ đi về đâu? Thì sẽ dự báo một cái điểm 1.440 đến 1.445, và khi thủng cái vùng 1.440-1.445 này thì xu hướng nó sẽ đi về vùng 1.420 điểm. Và các anh chị thấy rằng là trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì index đi sâu nhất là vùng 1.424 điểm, tức là cách cái vùng mà chúng ta dự báo ở đây khoảng tầm 4 điểm nữa. Đó, thì đối với dự báo về index là như vậy. Đồng thời tại thời điểm đó thì tiếp tục phân tích một cái trang kỹ thuật, đó là index VN30 và phá sinh của chúng ta sẽ tiệm cận lại vùng 1.465 đến vùng 1.470 điểm. Đó, trong bản tin tuần cũng nói rất kỹ ở cái mốc này. Và nếu như thủng cái vùng này thì chắc chắn là vùng 1.440 rồi. Nhưng rất may đó là trong phiên giao dịch của ngày thứ ba, VN30 và đây là phá sinh các anh chị, nó đã trụ được ở trên vùng 1.465 điểm. Ok, 1.465. Như vậy đấy là một tín hiệu mà nó giúp cho thị trường có những cái tín hiệu phục hồi kỹ thuật ngắn hạn, phục hồi kỹ thuật ngắn hạn, và giúp cho tâm lý của nhà đầu tư của chúng ta ổn định hơn. Rồi, đấy là những cái diễn biến chính và những cái diễn biến cơ bản nhất ở trong tuần vừa qua. Thế thì bây giờ chúng ta lật ngược lại tuần giao dịch mới thì chúng ta sẽ đánh giá như thế nào? Thì các anh chị em cũng biết rồi, tức là trong cái thời điểm hiện tại thị trường của chúng ta gặp tương đối khó khăn khi mà nhóm thép đang có những cái dấu hiệu vi phạm về trend kỹ thuật trung hạn, nhóm ngành chứng khoán cũng như vậy, đúng không ạ? Nhóm ngành chứng khoán cũng như vậy. Rồi nhóm xây lắp thì dự kiến là nó sẽ tăng, xây lắp hạ tầng bất động sản á thì nó tăng được nốt phiên ngày thứ hai, như vậy là phiên ngày thứ ba khả năng nó sẽ trả cung. Rồi nhóm banh thì cũng đang có sự phân hóa, nó đang kéo, và nhóm P thì hiện tại là banh và P thì đang khá là ok, có thể giữ nhịp với thị trường. Nhóm trụ thì hiện tại cũng không có nhiều các cái yếu tố xuất sắc lắm, nên là nhóm trụ cũng khả năng là nó chỉ nó nuôi nó thôi đó. Và rất nhiều những cái nhóm khác như cảng biển rồi như phân bón, phân đạm, đúng không ạ, thì cũng đã bị
đi vào những cái downtrend như vậy. Như vậy thị trường của chúng ta cũng gặp khá là nhiều cái sự khó khăn nhất định. Thì trong tuần tới, về quan điểm kỹ thuật là thị trường của chúng ta sẽ nhả cung, sẽ nhả cung ngay chị. Thì đối với chỉ số index của chúng ta, khi mà index tiệm cận lại vùng 1480 đến khoảng vùng 1490 điểm, đó là những cái dự báo của chúng lên. Khi mà thị trường tiệm cận lại vùng này thì nó sẽ quay lại test cung, và phiên giao dịch ngày thứ hai thì các anh chị sẽ quan sát ở quanh vùng 1460 điểm, thậm chí là sâu hơn thì index có thể quay lại vùng 1440 đến khoảng vùng 1445 điểm. Đó chính là cái biên hỗ trợ kỹ thuật mà Lê đã có phân tích ở trong tuần vừa qua. Đấy là những cái vùng test kỹ thuật mà index có thể quay trở lại. Còn đối với chỉ số phái sẽ nói VN30 trước. Đối với chỉ số VN30 thì cái vùng 1510 điểm ở đây, vô hình dung bây giờ nó, trước đây nó là hỗ trợ kỹ thuật đó. Trong cái bản tin phân tích tuần thì cũng có phân tích là VN30 và phái sinh sẽ quay kiểm tra lại cung cầu 1500 điểm và 1510 điểm, và sau đó là 1500 điểm. Đây này, khả năng viết khá là kỹ đấy. 1485 đến 1490. Đây chúng ta phân tích xem này. 1485 sau đó 1490. Đó, thì cũng đã có phân tích những cái nhịp chỉnh cung dự kiến của VN30 và phái sinh ở những vùng cũng tương đối là sâu, tức là chúng ta lấy những cái vùng hỗ trợ cái tuần ở tuần trước để chúng ta đưa sang tuần này, và khi đó thì nó cũng bị phá trend. Thì đối với VN30, vùng 1510 điểm nó sẽ trở thành một cái vùng kháng cự ngắn hạn của nó ở đây. Tuần tới thì cái vùng 1500 điểm này thì đương nhiên rồi, nó sẽ quay trở lại test thì nó chúng ta không phải bàn. Nhưng xu hướng khả năng cao thì nó sẽ quay về vùng 1490, và chúng ta phải lấy thêm cái biên hỗ trợ kỹ thuật tuần trong tuần tới, đó là vùng 1480 đến khoảng vùng 1485 điểm cho cả chỉ số VN30 và phái sinh. Hiện tại nó đang khá là đồng pha, chúng ta sẽ lấy ở đây đó, 1510 điểm sẽ là kháng cự đó, và nó sẽ quay lại nó chỉnh cung, biên hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng vùng 1485 1490 sau 1480 ở đây. Thì đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ ngắm ở những cái tiêu điểm kỹ thuật ngắn như vậy. Và đương nhiên thị trường luôn luôn biến động, cổ phiếu luôn luôn biến động, và để các anh chị có được những cái phân tích đánh giá, có được những cái phân tích đánh giá nó tốt hơn, nó tối ưu hơn, thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về đồng hành với team của Hùng Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta có những cái trao đổi một một trong phiên. Đồng thời thì chúng ta cũng nhận thêm một số các cái phân tích hỗ trợ trên góc độ đó để các anh chị có thêm những cái thông tin tham khảo tối ưu và tốt nhất. Thị trường chứng khoán của chúng ta chỉ còn một tuần giao dịch nữa, đúng không anh chị, là chúng ta sẽ nghỉ Tết âm lịch, và sau khi nghỉ Tết âm lịch xong thì chúng ta sẽ quay lại thị trường với một cái kỳ vọng nó tốt hơn. Thị trường trong quý 1 thì thông thường trong tháng 2 trong các cái năm gần đây thì sau mỗi kỳ nghỉ lễ Tết thì cũng đều nhìn thấy là thị trường của chúng ta có một cái góc độ phục hồi, và như vậy thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng năm mới khởi đầu may mắn và thành công. Rồi, bản tin tuần đến đây là hết, và ông Lê xin được kính chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị em của chúng ta trong các cái bản tin tiếp theo.